Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 146, kẻ này phải chết. Vừa có lệnh, những học viên Thương Mộc vốn còn đứng một bên đồng loạt nhào đến tấn công nhóm Diệp Huyên. Chúng có cả thảy hơn 100 người, thực lực đều từ ngự khí cảnh trở lên. Mạc Vân Khởi thấy thế bèn nheo mắt, mấy vị đại ca à, hơi nhiều người rồi đấy. Bạch Trạch liếc hắn ta, sợ à. Mạc Vân Khởi cả giận, ông đây đích sợ thằng nào cả, đánh chết là được. Từ một góc xa, Diệp Huyên như đầu tàu gương mẫu vung kiếm lên, một cái đầu bay ra ngoài. Bản thân hắn cũng bị một tên học viên khác va vào đẩy đi nơi khác. Tình thế nhanh chóng trở thành một trận hỗn chiến, trong đó nhóm Diệp Huyên bị áp chế hoàn toàn. Hơn 100 người đấu với 4 người đã là áp chế về mặt số lượng, mà trong 100 người này không hề có tay mơ nào cả. Hành động sát hại học viên Thương Mộc rồi xếp thi thể thành chữ học viện Thương Mộc của Diệp Huyên đã châm ngòi cho lửa giận trong lòng chúng. Khiến chiến ý đúng hơn là sát ý của hơn 100 người này đều dâng lên ngùn ngụt. Áp chế. Hai bên vừa xông vào đánh nhau, phe Diệp Huyên đã bị bức cho phải thối lui liên tục. Lên Thương Sơn. Giọng nói của Diệp Huyên bỗng vang lên, ba người Mạc Vân Khởi nghe thấy thì vừa đánh vừa lui, chẳng mấy chốc đã đến chân núi. Đường núi nhỏ hẹp không thể chứa nhiều người, vì vậy thế công của học viện Thương Mộc giảm đi rất nhiều. Diệp Huyên đi ở sau cùng, dẫm mạnh chân phải xuống đất. Hấp thu một lượng lớn đại địa chi lực vào người. Luồng sức mạnh ấy hội tụ trong cơ thể, hắn vung kiếm liên tú lên rồi bổ thật mạnh xuống đất. Nhất kiếm định sinh tử. Liên tú vốn là minh kiếm, lại còn được kết hợp với đại địa chi lực khiến uy lực của một chiêu này kinh khủng hơn bất kỳ một nhát chém nào mà Diệp Huyên từng ra. Mũi kiếm vừa chạm đất, một tia kiếm mang lóa mắt bùng nổ như núi lửa. Quỳnh. 6. Bảy tên học viên Thương Mộc đứng trước mặt Diệp Huyên bỏ mạng ngay lập tức với thi thể bị chém thành nhiều khúc, mười mấy tên khác cũng bị thương nặng. Mặt đất tách ra thành một khe nứt sâu chừng nửa thước. Uy lực trong chiêu này của Diệp Huyên nằm ngoài dự đoán của Lê Tu, khiến sắc mặt ông ta xấu đi trông thấy. Luồng sức mạnh kinh khủng như vậy căn bản không phải thứ mà ngự khí cảnh có thể phát ra. Trong mắt những học viên Thương Mộc còn sót lại nhuốm đầy kinh hãi. Không những chứa sát ý lạnh lẽo mà còn cả sự kiêng kỵ sâu sắc đối với Diệp Huyên. Lão Kỳ đứng quan sát cũng không khỏi tỏ vẻ ngạc nhiên. Một kiếm này của Diệp Huyên thật sự đã đột phá phạm vi ngự khí cảnh, nhưng điều khiến lão kinh ngạc hơn chính là luồng sức mạnh hắn vừa phát ra kia. Cạnh Diệp Huyên, Mạc Vân Khởi nâng tay lên gạt vết máu trên mặt đi rồi dùng cùi trỏ huých hắn, lần nữa đi đại ca. Diệp Huyên hít vào một hơi thật sâu, ghim chân xuống đất, tay siết quanh kiếm. Đại địa chi lực ồ ạt mà đến, kiếm liên tú điên cuồng chấn động. Học viên Thương Mộc thấy vậy thì mặt cắt không còn hột máu, vội vã lui lại. Đúng lúc ấy, một lão già bỗng xuất hiện cách Diệp Huyên không xa, chính là viện trưởng học viện Thương Mộc Lý Huyền Thương. Tham kiến viện trưởng. Vô số người đồng loạt thi lễ. Lý Huyền Thương liếc nhìn những thi thể nằm đầy đất, dừng lại trên người Phần Tuyệt trong giây lát, lại quan sát bốn chữ được Diệp Huyên ghép lại, cuối cùng mới nhìn hắn, ngươi làm. Diệp Huyên không đáp lời, dứt khoát vùng kiếm chém xuống. Phập! Một học viên Thương Mộc không kịp đề phòng, trong nháy mắt đã bị chém thành hai khúc. Lý Huyền Thương khẽ nheo mắt, một luồng uy áp khổng lồ xuất hiện trên đầu Diệp Huyên rồi bị một luồng sức mạnh khác đánh vào, tiêu tán trong không trung sau một tiếng nổ lớn. Lý Huyền Thương nhìn Lão Kỳ thế nào? Muốn khai chiến ư? Lão Kỳ nốc một ngụm rượu. Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân Lão chấn động kịch liệt. Không! Không phải mặt đất mà là cả ngọn Thương Sơn đều đang run lên bần bật. Gió như ngừng thổi, ánh sáng quanh lão dường như cũng vặn vẹo. Lý Huyền Thương không khỏi híp mắt lại, uốn khúc vạn vật. Đỉnh cao vạn pháp cảnh. Không ngờ ngươi không những không sống an nhàn những năm qua mà còn đạt đến trình độ này. Lão Kỳ nhìn thẳng vào ông ta, tính cả ngươi và ta, khắp Khương Quốc chỉ có 4 người đạt đến đỉnh vạn pháp cảnh. Ngươi muốn đánh thì ta theo đến cùng. Dù sao học viện Thương Lan cũng đã thế này, ta không còn gì cố kỵ cả, dứt khoát đánh một trận trời sập đất nứt, hủy diệt Thương Mộc của ngươi, thấy thế nào? Lý Thương Huyền quắc mắt chừng lại, không nói gì. Đánh ư? Nếu đánh, chiến thắng tuyệt đối sẽ thuộc về học viện Thương Mộc với nhiều người hơn, nhưng học viện cũng tuyệt đối sẽ bị hủy diệt, ít nhất 8 phần 10 cường giả sẽ bỏ mạng, những học viên tại đây đừng hòng sống sót. Học viện Thương Lan thì sao? Họ hiện giờ chỉ có 5 người, 4 học viên và một viện trưởng, có thể nói là đã khốn cùng lại còn liều thân. Không đáng.
Sắc mặt Lý Huyền Thương xa sầm khi nhìn những thi thể vất vưởng trên mặt đất, không lâu sau nói với Lão Kỷ chuyện này có thể bỏ qua, nhưng... Ông ta vươn một ngón tay, chỉ vào Diệp Huyên, kẻ này phải chết. Nếu không, ta sẵn sàng chơi trò chó cùng rứt dậu với các ngươi. Vừa dứt lời, sáu bóng người đã xuất hiện bao vây bốn phía nhóm Lão Kỷ. Tất cả đều là thần hợp cảnh. Chương 147, không giảng hòa, không dừng tay. Diệp Huyên phải chết. Đó là thái độ của Lý Huyền Thương, hay đúng hơn là thái độ của Học viện Thương Mộc. Thiên phú và thực lực của Diệp Huyên quá khủng bố, ngay cả phần tuyệt cũng phải bỏ mạng dưới tay hắn, nếu để mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành thì Thương Mộc tuyệt đối sẽ rơi vào hiểm cảnh trong cuộc tỷ thí sinh tử diễn ra hơn một năm sau giữa hai học viện. Nhưng điều quan trọng nhất là đợi đến khi hoàn toàn trưởng thành, Diệp Huyên có thể sẽ là một mối nguy hại lớn cho Học viện Thương Mộc. Hơn nữa, việc hắn giết chết vô số học viên Thương Mộc đã được lan truyền khắp đế đô, để hắn tiếp tục sống không khác gì một cái tát vào danh tiếng và uy nghiêm của học viện. Vì vậy, với Lý Huyền Thương nói riêng và Thương Mộc nói chung, Diệp Huyên phải chết. Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch và Kỳ An Chi đồng loạt nhìn sang Lão Kỷ. Lão làm một hớp rượu, hỏi Lý Huyền Thương, hắn phải chết. Viện trưởng Thương Mộc lạnh nhạt đáp, hắn chết, mọi chuyện còn có thể bàn bạc. Hắn không chết, tuyệt đối không thương lượng. Lão Kỳ lắc đầu cười khà khà, bỗng quay sang hỏi Diệp Huyên, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyên nhìn Lão, nếu Lão Kỳ muốn dàn xếp ổn thỏa, cách tốt nhất tất nhiên là hy sinh ta. Lão ta cười, vậy ngươi bằng lòng chịu chết sao? Diệp Huyên lắc đầu, không. Nhưng ta nghĩ Lão Kỳ không ngốc như vậy. Hy sinh ta có thể đổi lấy một lần dàn xếp, nhưng Học viện Thương Lan cũng sẽ vĩnh viễn phải cúi đầu trước Thương Mộc, đời đời kiếp kiếp không thể ngẩng lên. Nói xong, hắn nhìn Lão, bọn họ bắt bớ chèn ép chúng ta trước, vì sao chúng ta lại phải giảng hòa? Thực lực của chúng ta đúng là không bằng họ, nhưng thế thì sao? Thanh kiếm trong tay hắn chỉ về phía Thương Mộc, ông có biết vì sao bọn họ và cả những người ở đế đô đều xem thường Học viện Thương Lan không? Vì chúng ta sợ, mẹ nó chứ, Thương Lan luôn khúm núm trước mắt chúng, bản thân chúng ta cũng nơm nớp lo trước lo sau, nghĩ đông nghĩ tây, thì bọn họ làm gì phải để chúng ta vào mắt? Học viện Thương Lan đã quỳ rất lâu rồi, nhưng ta không muốn nữa. Dứt lời, hắn đối mặt với những học viên Thương Mộc, ông hỏi ta thấy thế nào, ta chỉ có một thái độ duy nhất, không giảng hòa, không dừng tay. Phải đánh, đánh đến cùng, đánh đến khi năm người chúng ta đều bỏ mạng mới thôi. Đánh. Mạc Vân Khởi bật dậy, Lão Kỷ này, từ sau khi gia nhập, ta không dám nói với người nhà ta là học viên Thương Lan, ra đường cũng không dám mặc viện phục. Sợ bị người khác nhận ra. Giống như chỉ cần nói ta đến từ Thương Lan thì sẽ tự động bị xem như con của Thương Mộc vậy, tức đếch chịu nổi. Hắn ta vừa nói vừa trỏ vào Diệp Huyên, hôm nay người bên Thương Mộc trắng trợn đến bắt em gái hắn, mẹ nó chứ chèn ép đến thế là cùng, khác đếch gì tát vào mặt chúng ta đâu. Món nợ này mà không đòi lại, về sau chẳng lẽ cứ để mặc bọn chúng trèo lên đầu lên cổ Thương Lan mà ngồi. Đánh, đánh chúng nó, cùng lắm là lấy mạng đổi mạng thôi. Cạnh Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch cũng gật đầu, đánh, đánh đến chết. Kỳ An Chi tuy không lên tiếng nhưng đã rút đao ra, ý tứ đã quá rõ ràng. Lão Kỳ mỉm cười, nhìn Lý Huyền Thương, nếu Học viện Thương Mộc đã muốn ngọc đá cùng tan, vậy chúng ta theo đến cùng. Dứt lời, Lão ừng ực uống một ngụm rượu, một luồng uy áp khủng bố tỏa ra từ cơ thể. Rắc, rắc, mặt đất mấy trăm thước quanh Lão Kỳ nổ tung trong nháy mắt, uy áp quét đến như gió lốc. Thẳng hướng Lý Huyền Thương. Thần sắc viện trưởng Thương Mộc cuối cùng cũng thay đổi. Ông ta vốn cho rằng Lão Kỳ sẽ lựa chọn hy sinh Diệp Huyên thay vì làm chó cùng rứt dậu để bảo toàn tính mạng cho những học viên còn lại, về sau mới tính toán hậu sự. Nhưng Lão Kỳ lại không làm vậy. Lão chọn ngọc đá cùng tan. Lão Kỳ không ngốc, biết rằng nếu Lão lựa chọn hy sinh Diệp Huyên, Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch sẽ lập tức rời khỏi Học viện Thương Lan, thậm chí ngay cả cháu gái Lão cũng sẽ trở mặt. Quan trọng nhất là, tiềm năng và thực lực của Diệp Huyên là mối đe dọa với Thương Mộc, thì làm sao lại không phải là hy vọng của Thương Lan? Lão sao có thể hy sinh hắn được? Giữ Diệp Huyên, Thương Lan còn có một tia hy vọng, bỏ Diệp Huyên, Thương Lan không còn gì để hy vọng. Không một thiên tài hay yêu nghiệt nào sẽ đồng ý gia nhập một học viện từng hy sinh học viên của nó cả. Lão Kỳ vừa ra tay, tất cả những người bên Thương Mộc đều biến sắc. Những cường giả thần hợp cảnh vây quanh Lão bị luồng uy áp tỏa ra đẩy lùi, ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi.
Đỉnh vạn pháp cảnh. Nếu những cường giả này tử chiến thì cho dù nhóm Diệp Huyên có bỏ mạng, học viện Thương Mộc cũng sẽ sụp đổ. Sắc mặt Lý Huyền Thương tối sầm đi. Ông ta không muốn phải lưỡng bài câu thương cùng Lão Kỷ. Học viện Thương Mộc bây giờ nhà cao cửa rộng, học viện Thương Lan thì sắp sập tiệm đến nơi rồi. Nếu đánh đến cùng, người chịu thiệt là Thương Mộc. Vào giây phút đại chiến sắp nổ ra, một giọng nói bỗng vang lên, Lão Kỷ chậm đã. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 148, không thành vấn đề. Một lão già khoác áo bào xám xuất hiện từ hư không. Lão Kỷ dừng tay, quay lại nhìn, lão già ông ra đây làm gì? Vị áo xám kia chính là quốc chủ tiền nhiệm của Khương quốc Khương Việt Thiên, cũng là một trong bốn vị cường giả vạn pháp cảnh. Ông ta cười khổ, nếu ta không xuất hiện thì e rằng đế đô sẽ bị các người phá hủy một nửa mất. Nói xong, ông ta nhìn Lý Huyền Thương, Lý Huynh, chuyện đã đến nước này, lão phu cũng không nói gì thêm nữa. Thôi thì để ta đứng ra làm người hòa giải, chấm dứt mọi chuyện ở đây đi. Lý Huyền Thương nhếch mép, chấm dứt ở đây. Một ngón tay vươn ra chỉ vào những thi thể trên đất, vậy bọn chúng bỏ mạng vô ích sao? Khương Việt Thiên chau mày. Nếu thời thế Thái Bình thì ông ta chỉ ước gì hai phe lao vào liều mạng với nhau, ngặt nỗi hiện giờ Khương quốc có Đường quốc rình rập bên ngoài, không phải là lúc để nội đấu. Sau một hồi trầm ngâm, ông ta nói, Lý Huynh à, từ đời viện trưởng đầu tiên đến nay, học viện Thương Mộc đã trải qua nghìn năm huy hoàng. Trong các quốc gia lân cận, Thương Mộc ở Khương quốc là mạnh nhất và rực rỡ nhất, nhưng nếu tiếp tục đánh e rằng học viện sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Lấy thực lực của Kỷ Huynh, Ngọc Đá cùng tan có thể phá hủy học viện Thương Mộc, khi ấy Lý Huynh chẳng khác nào trở thành tội nhân thiên cổ. Nghe những lời này, hai tay Lý Huyền Thương siết lại, sắc mặt âm u, không biết đang suy nghĩ gì. Khương Việt Thiên tiếp tục, dựa theo năng lực của Lý Huynh, sau này hoàn toàn có thể đến trụ sở chính của học viện Thương Mộc ở Trung Thổ Thần Châu, không những thế còn bước vào điện tài anh. Nhưng nếu học viện ở Khương Quốc hủy trong tay Huynh thì không phải chuyện tốt lành gì. Lý Huyền Thương có chút dao động. Điện tài anh, mục tiêu cuối cùng của tất cả các học viên, đạo sư, thậm chí là viện trưởng học viện Thương Mộc. Khương Việt Thiên lại lên tiếng, hơn nữa đây là xích mích giữa bọn tiểu bối, hay là cứ để chúng tiếp tục so bì với nhau đi. Kỷ Huynh và Lý Huynh thấy thế nào? Lão Kỷ nhàn nhạt đáp, ta không thành vấn đề. Lý Huyền Thương lạnh lùng liếc nhìn, được, ta cũng không thành vấn đề. Nói rồi, ông ta quay sang Khương Việt Thiên, xin Khương Huynh làm chứng, từ giờ phút này trở đi, học viện Thương Mộc của ta và học viện Thương Lan của hắn không chết không ngừng. Những ai trên 25 tuổi trở lên ở cả hai phía đều không được phép ra tay. Nếu bên nào vi phạm quy tắc, mong Khương Huynh đứng ra chủ trì công đạo, được chứ? Lão Kỷ và Khương Việt Thiên đồng loạt nhìn ông ta. Không bình thường. Một khi áp dụng, bên Thương Mộc sẽ không còn ai có thể chấn áp nhóm Diệp Huyên. Chính vì vậy, lời đề nghị này của Lý Huyền Thương quá đỗi bất thường. Khương Việt Thiên suy tư một hồi, nhìn sang Lão Kỷ. Lão ta lại nhìn nhóm Diệp Huyên. Diệp Huyên nhún vai, chúng ta không thành vấn đề. Lão Kỷ nghe vậy mới nói với Lý Huyền Thương, được. Rồi lại quay sang nhóm Diệp Huyên, chúng ta đi. Nhóm học sinh Thương Lan rời khỏi Thương Mộc dưới sự bảo vệ của viện trưởng. Khương Việt Thiên thở dài não nề rồi cũng đi. Lý Huyền Thương sầm mặt nhìn thi thể học viên bốn phía, không biết đang suy tư gì. Lê Tu đứng ở một bên toan mở miệng thì đã bị ông ta quắc mắt lườm, xem ngươi đã gây ra chuyện gì này. Sắc mặt Lê Tu lập tức trở nên khó coi. Những vị cường giả khác trong học viện cũng nhìn ông ta với vẻ bất thiện. Trước kia Diệp Huyên từng xin được vào học viện Thương Mộc nhưng lại bị Lê Tu và Thương Trọng ép phải rời đi. Hôm nay, hắn đã trở thành kình địch của Thương Mộc. Nếu hắn bước vào Thương Mộc, Thương Lan chắc chắn sẽ không ngóc đầu lên nổi suốt mấy trăm năm kế tiếp. Nhưng trời xui đất khiến, hắn lại đến Thương Lan. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Trước kia những người này không cảm thấy đây là chuyện lớn, nhưng một khi đã chứng kiến thực lực và tiềm năng của Diệp Huyên, bảo bọn họ không tiếc nuối và hối hận là giả. Ngay cả Lý Huyền Thương cũng cảm thấy vậy. Ông ta chợt hối hận vì ngay từ đầu không tự mình xuất hiện. Bằng không học viện Thương Mộc đã không để lỡ một yêu nghiệt siêu quần như vậy rồi. Bỗng nhiên, ông ta hỏi, Thương Trọng còn ở trong học viện. Lão già kế bên gật đầu, vẫn còn. Lý Huyền Thương lạnh lùng nói, giữ lại làm gì? Lập tức treo cổ. Gió. Sau một hồi do dự, lão già gật đầu rồi rời đi.
Lý Huyền Thương lại nhìn Lê Tu, ngươi cũng nên tỉnh táo lại đi. Ông ta vừa đi lên núi vừa nói, phát lệnh triệu tập cho tất cả các học viện thương mộc trên Thanh Châu, nói rằng học viện ở Khương Quốc ta cần tiếp viện. Ai có thể giết chết học sinh Thương Lan như Diệp Huyên, lập tức thưởng một món huyền kỹ bậc địa thượng phẩm, một quyển thân pháp kỹ bậc địa thượng phẩm, một quyển công pháp bậc địa thượng phẩm, 500.000 viên linh thạch cực phẩm. Mời tiếp viện. Chương 149, Tổng viện Thương Lan. Thanh Thương giới có ba châu lớn là Thanh Châu, Trung Thổ Thần Châu, Thương Lan Châu. Mà ở địa giới Thanh Châu này, ngoài đế quốc Đại Vân lớn nhất Thanh Châu thì cũng có gần trăm nước lớn nhỏ khác, ngoài những nước nhỏ này còn có các thế giá nghìn năm và một vài thế lực thần bí trên núi. Học viện Thương Mộc không phải thế lực trên núi, nhưng dù là những thế lực thần bí trên núi kia cũng không dám khinh thường học viện này. Vì học viện Thương Mộc trải rộng cả Thanh Châu. Dù là ở đế quốc Đại Vân cũng có một học viện Thương Mộc, nghe đồn tổng bộ của học viện Thương Mộc nằm ở Trung Thổ Thần Châu có văn minh võ đạo huy hoàng nhất. Trong Thanh Châu này, học viện Thương Mộc ở các nước đều tự mình quản lý, như vương hầu các nước, bọn họ chỉ nghe lệnh của học viện Thương Mộc ở Trung Thổ Thần Châu, nhưng không có nghĩa là giữa bọn họ không có liên hệ với nhau. Tất cả học viện Thương Mộc ở Thanh Châu có cạnh tranh, nhưng cũng có hợp tác. Lệnh triệu tập. Đây chính là một trong những cách để bọn họ hợp tác, bên gặp nạn lấy lệnh triệu tập ra sẽ được các nơi giúp đỡ. Đương nhiên không phải giúp đỡ miễn phí, vẫn phải trả giá. Mà cái giá học viện Thương Mộc phải trả không phải lớn, mà là cực kỳ lớn. Công pháp bậc địa thượng phẩm, võ kỹ bậc địa thượng phẩm, huyền kỹ thân pháp bậc địa thượng phẩm, còn có 500.000 viên linh thạch cực phẩm, trả giá thế này, đừng nói giết một ngự khí cảnh và mấy lăng không cảnh, cho dù giết một thần hợp cảnh cũng sẽ có vô số người đồng ý. Có thưởng lớn chắc chắn có người dũng cảm. Chẳng mấy chốc, vô số bồ câu bay ra từ trong học viện Thương Mộc, sau đó bay về bốn phương tám hướng. Cảnh này vô cùng hoành tráng. Đế đô. Học viện Thương Mộc cũng không thể đè xuống chuyện Diệp Huyên gây ra ở chỗ họ, chẳng mấy chốc, cả đế đô gần như đều biết. Khiếp sợ. Cả đế đô đều thấy khiếp sợ. Đã bao nhiêu năm nay, học viện Thương Mộc gần như sắp mờ nhạt trong tầm mắt của mọi người, không đúng, là đã mờ nhạt trong tầm mắt của mọi người rồi. Mà bây giờ, học viện Thương Lan lại dám đối đầu với học viện Thương Mộc. Hơn nữa còn vừa thắng rồi. Đáng sợ nhất là Diệp Huyên có thể giết chết một trong những kẻ yêu nghiệt nhất của học viện Thương Mộc là Phần Tuyệt, còn dùng thi thể của học viên làm thành bốn chữ học viện Thương Mộc ngay trước học viện nữa. Đây là đáng sỉ nhục học viện Thương Mộc mà. Diệp Huyên. Lúc này, cái tên Diệp Huyên lại truyền khắp cả đế đô một lần nữa, khác với lần trước, lần này vô số người thấy tò mò về hắn, còn có người sùng bái hắn. Kiếm tu, rất dễ khiến người ta sùng bái. Có thể nói là lần này, học viện Thương Lan đã khiến người của cả đế đô phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Lão Kỳ dẫn bốn người Diệp Huyên trở về học viện Thương Lan, trước điện Thương Lan, Diệp Huyên nhìn thấy Diệp Liên. Diệp Liên lập tức nhào vào lòng Diệp Huyên, cô bé ôm chặt lấy hắn, chỉ sợ Diệp Huyên biến mất. Cô bé không khóc mà chỉ ôm hắn như thế, trong mắt cô bé có sự kiên định kỳ lạ. Diệp Huyên nhìn Diệp Liên trong lòng, vẻ mặt lạnh lẽo cũng trở nên dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Liên, ca ca đã hứa với muội là sẽ về rồi mà. Nói xong, hắn nhìn về phía cô gái áo đen ngồi xe lăn ở cách đó không xa, không biết xưng hô thế nào. Cô gái im lặng một lúc mới đáp, Lục cửu ca. Diệp Huyên gật đầu, Lục cô nương, cảm ơn. Cô gái lắc đầu, ngươi là quốc sĩ, cơ ta đứng về phía Khương Quốc, lần này chắc chắn học viện Thương Mộc sẽ không bỏ qua, bảo trọng. Nói xong. Ông lão phía sau đẩy nàng ta rời đi. Khương Quốc. Diệp Huyên nhìn theo bóng lưng của Lục cửu ca, ta nhớ rồi. Cô gái gật nhẹ đầu, hai người nhanh chóng đi khuất. Lúc này, Diệp Liên đột nhiên nói ca, muội đi nấu cơm cho huynh. Bọn ta cũng muốn ăn. Lúc này, Mạc Vân khởi sau lưng Diệp Huyên cười hì hì, tiểu Liên Nhi, nấu cho bọn ta với. Bạch Trạch cũng gật đầu, ta cũng muốn. Diệp Liên cười, đều sẽ có. Nói xong, cô bé xoay người chạy nhanh về phía xa. Lúc này, Lão Kỳ ở bên cạnh đột nhiên chỉ tay một cái, một lát sau, bốn viên đan dược màu vàng xuất hiện trước mặt bốn người Diệp Huyên, đi chữa thương trước. Diệp Huyên gật đầu, sau đó cầm viên đan dược của mình trở về phòng. Mạc Vân khởi quan sát đan dược trước mặt, sau đó thở dài, Lão Kỳ, đan dược này không tầm thường đâu. Nói xong,
Hắn ta nhìn về phía Lão Kỳ, thật ra ông giàu lắm mà. Ông có tiền như vậy, có thể cải thiện chất lượng sinh hoạt cho chúng ta không thể? Hoặc là tuyển mấy học viên nữ cũng được. Lão Kỳ nhẹ giọng nói, cút. Mạc Vân Khởi cười hì hì, ông có thể suy nghĩ xem, đặc biệt là điều cuối cùng. Nói xong, hắn ta xoay người bỏ chạy. Bạch Trạch và Kỳ An Chi cũng bỏ đi. Đúng lúc này, Khương Việt Thiên xuất hiện ở chỗ cách Lão Kỳ không xa. Khương Việt Thiên nhìn về phía xa, sau đó nói, ba thằng nhóc này của huynh cũng không tệ, đặc biệt là Diệp Huyên kia. Tên này không đơn giản đâu. Lão Kỳ nhẹ giọng nói, bình thường hoàng thất của huynh chỉ ước gì học viện Thương Lan ta liều mạng với học viện Thương Mộc, không ngờ hôm nay huynh lại đi ra hòa giải, không bình thường chút nào. Khương Việt Thiên cười nói, ta đúng là chỉ mong huynh và Lý Huyền Thương liều mạng với nhau, nhưng sau đó thì sao? Học viện Thương Lan của huynh hoàn toàn bị tiêu diệt, học viện Thương Mộc cũng thiệt hại nặng nề, nhưng như thế là xong sao? Không, học viện Thương Mộc ở Thanh Châu kia vẫn sẽ tiếp tục sai người đi tới bên này gầy dựng lại học viện. Đến lúc đó, bọn họ sẽ thật sự là học viện duy nhất. Chương 150, đánh một trận là được. Lão Kỳ nói khẽ, hiểu rồi, muốn học viện Thương Lan ta tiếp tục kéo chân học viện Thương Mộc chứ gì. Khương Việt Thiên lắc đầu, Lão Kỳ, Lão Phu cũng nói thẳng với huynh, lần này, hoàng thất ta đứng về phía huynh. Đương nhiên là không thể công khai giúp đỡ các người được, nhưng có thể lén lút. Hoàng thất ta sẵn lòng cho các người chút trợ giúp, dù sao thằng nhóc kia cũng là quốc sĩ. Còn có quan hệ không tệ với tiểu cửu, hoàng thất ta rất coi trọng cậu ta. Lão Kỳ uống một hớp rượu, im lặng. Khương Việt Thiên cười nói, Lão Kỳ, chắc ông sẽ không phản đối đâu nhỉ. Lão Kỳ lắc đầu, không phản đối, chỉ là đừng có giở trò với cậu ta. Khương Việt Thiên cười, đương nhiên là không, chúng tôi sẽ âm thầm bảo vệ cậu ta. Người này không những trọng tình, còn quan tâm đến quốc gia, lần này còn giúp tiểu cửu một việc lớn. Hoàng thất ta không hề có chút ác ý nào với cậu ta cả, điều này, Lão Phu có thể đảm bảo. Lão Kỳ gật đầu, vậy thì tốt. Nói xong, Lão uống một hớp rượu, xoay người rời đi. Khương Việt Thiên quay đầu nhìn đến sau điện Thương Lan, cười nói, đại kiếm tu, hay cho một đại kiếm tu. Nói xong, ông ta xoay người đi mất. Trong phòng bếp, Diệp Liên đang thổi lửa nấu cơm. Đúng lúc này, một bé gái xuất hiện ở gần đó, bé gái mặc áo bông nhỏ. Sau đầu thắt một cái bím tóc thật dài, trông rất đáng yêu. Diệp Liên nhìn bé gái, không nói gì. Bé gái nhẹ giọng nói, hôm nay ca ca cả ngươi suýt chết đấy. Diệp Liên ôm gối, không nói gì. Bé gái nhìn thẳng vào Diệp Liên, ngươi đã làm liên lụy hắn rất nhiều lần rồi. Hôm nay hắn suýt chết vì ngươi, mà sau này, có lẽ kẻ thù của hắn còn sẽ nhằm vào ngươi. Diệp Liên rơi nước mắt, lau thế nào cũng không hết. Bé gái đi tới trước mặt Diệp Liên, ngươi nhất định phải độc lập, cũng nhất định phải trở nên mạnh mẽ, chỉ thế mới không liên lụy đến ca ca của ngươi, không đúng, phải nói là sau này ngươi mới có thể bảo vệ cho ca ca mình. Diệp Liên ngẩng đầu nhìn bé gái, ca ca rất lợi hại, ta có thể bảo vệ huynh ấy sao? Bé gái cong môi, hắn rất lợi hại, nhưng lại kém xa ngươi. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta dám đảm bảo chắc chắn sau này ngươi sẽ còn xuất sắc hơn An Quốc sĩ kia của Khương Quốc. Diệp Liên ngẩn ngơ, sau đó nói, vì sao? Bé gái dần cười tươi hơn, phải nói là hưng phấn, vì ngươi là thể chất lạnh, thể chất đặc biệt trong truyền thuyết, chỉ cần ngươi đi theo ta, chắc chắn Bắc Hàn Tông của ta sẽ dốc hết sức lực bồi dưỡng ngươi, để ngươi bước lên bảng yêu nghiệt của thanh thương giới. Diệp Liên im lặng rất lâu, cuối cùng, cô bé ngẩng đầu nhìn bé gái, ta đồng ý với ngươi. Bé gái mừng như điên, mà lúc này... Diệp Liên lại nói, nhưng ta muốn ở bên ca ca thêm một khoảng thời gian. Bé gái chần chừ một lát rồi gật đầu, được, đến lúc đó ta sẽ đến tìm ngươi. Nói xong, cô bé xoay người biến mất. Diệp Liên ôm hai chân ngồi trước bếp, cứ thế ngơ ngẩn nhìn lửa trong lò. Buổi tối, mọi người tập trung trong điện Thương Lan. Ăn cơm. Trên bàn cơm có mười mấy món ăn, đều là Diệp Liên và Diệp Huyên nấu. Lúc ăn, Diệp Liên liên tục gắp đồ ăn cho Diệp Huyên. Đều là thịt, khiến mấy người Mạc Vân Khởi ở bên cạnh nhìn mà cạn lời. Đúng là muội muội ruột. Sau khi ăn xong, Lão Kỳ uống một hớp rượu rồi nói cho các ngươi một tin tức không được tốt lắm. Học viện Thương Mộc đã gửi lệnh triệu tập, cả Thanh Châu có tổng cộng 72 phân viện của Học viện Thương Mộc. Học viện Thương Mộc ở Khương Quốc chỉ là một cái, bây giờ bọn họ gửi lệnh triệu tập, còn đưa ra thù lao cực kỳ cao,
Nói cách khác, thiên tài siêu cấp và yêu nghiệt của 71 học viện Thương Mộc còn lại rất có thể sẽ đến Khương Quốc. Nói xong, lão nhìn mấy người Diệp Huyên, sau này không phải các ngươi đối mặt một hai thiên tài yêu nghiệt, mà là một đám, hơn nữa ta còn không thể ra tay. Diệp Huyên nâng canh trước mặt lên uống cạn, đánh một trận là được. Mạc Vân Khởi ở bên cạnh Diệp Huyên gật đầu, cũng chỉ có thể làm thế thôi. Nói đến đây, dường như hắn ta nhớ đến điều gì, nhìn về phía lão Kỷ, ông già, học viện Thương Mộc có nhiều phân viện như vậy, học viện Thương Lan chúng ta thì sao? Hơn nữa, học viện Thương Lan chúng ta không có bối cảnh gì à? Diệp Huyên cũng nhìn về phía lão Kỷ, đây cũng là điều hắn tò mò. Lão Kỷ im lặng, một lát sau, lão lại uống rượu, nhẹ giọng nói, tổng bộ của học viện Thương Lan ta nằm ở Trung Thổ Thần Châu, cùng là học viện hạng hai giống học viện Thương Mộc. Ở Thương Lan Châu, học viện ta có tổng cộng 108 phân viện. Mạc Vân Khởi đứng bật dậy, ông già, vậy còn ngây ra đó làm gì, mau gọi người đi. Bạch Trạch cũng vội gật đầu, tỏ vẻ tán thành, gọi đi. Lão Kỳ lắc đầu, không gọi được. Mạc Vân Khởi ngây người, sau đó hỏi, vì sao? Lão Kỳ đáp, bên này sa sút, học viện Thương Lan chúng ta là phân viện yếu nhất, nói thẳng ra là bọn họ xem thường chúng ta. Không muốn tiếp xúc với chúng ta, cũng không thừa nhận chúng ta, hiểu chứ? Mọi người, chương 151, tu luyện. Sắc mặt mấy người Diệp Huyên đều cứng lại. Lão Kỳ thì chỉ không ngừng uống rượu, chẳng lên tiếng. Mạc Vân Khởi đứng bên cạnh ngập ngừng một lát vẫn mở lời, lão già cái này, lúc trước các người sống cũng quá tệ đi. Lão Kỳ liếc nhìn Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi biến sắc, vội vàng nói, lão già, có chuyện gì từ từ rồi nói. Đừng động thủ. Lão Kỳ khẽ lắc đầu, ở Thanh Châu này, học viện Thương Lan của ta cũng đã từng huy hoàng. Nhưng đó đều là quá khứ cả, bây giờ nói lại cũng chẳng có nghĩa lý gì. Ba người các ngươi theo ta ra sau núi đi. Nói xong, lão đứng dậy quay người rời đi. Bốn người Diệp Huyên đứng dậy đi theo. Trong điện chỉ còn lại Diệp Liên. Diệp Liên siết chặt nắm đấm nhỏ, ca, muội cũng sẽ cố gắng. Trong ánh mắt cô bé tràn đầy sự kiên định. Sau núi, Lão Kỳ đưa ba người tới trước một thác nước, nhìn sang Bạch Trạch, bây giờ phải tăng thêm cường độ huấn luyện cho ngươi, nhất định phải nhanh chóng kích phát sức mạnh của huyết mạch yêu thú trong cơ thể ngươi. Nói xong, Lão chỉ ra hai quả cầu thép to bằng cái đầu người cách đó không xa. Lão Kỳ nhàn nhạt nói, tự đeo vào rồi đi xuống thác nước. Bạch Trạch do dự một lát rồi gật đầu, đeo hai quả cầu sắt lên người mình. Có thêm hai quả cầu. Mặt đất dưới chân y lún xuống một chút. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Bạch Trạch đi tới bên dưới thác nước, buộc chân mình vào xích sắt. Chẳng mấy chốc, từ dưới thác nước đã vọng lên tiếng gào thét như dã thú của Bạch Trạch. Mạc Vân Khởi đứng một bên không đành lòng nhìn tiếp, cảnh tượng này quá tàn nhẫn. Mà lúc này, Lão Kỳ nhìn sang hắn ta, Mạc Vân Khởi tái mặt vội vàng nói, lão già, ta cảm thấy ta mạnh lắm rồi. Lão Kỳ lạnh lùng hỏi lại, ngươi chắc chứ? Mạc Vân Khởi vội vàng gật đầu, chắc chắn. Lão Kỳ nhìn sang Diệp Huyên nói, thi triển nhất kiếm định sinh tử đánh nó đi. Mạc Vân Khởi. Diệp Huyên nhìn Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi lập tức nhảy dựng lên kêu, lão già, ông nói đùa cái gì vậy? Ông đừng có say rượu rồi phát điên đó. Lão Kỳ lạnh lùng nói, so với việc để ngươi chết trong tay đám học viên học viện Thương Mộc thì thà để ngươi chết trong tay người nhà còn hơn. Ít ra vẫn còn giữ được chút mặt mũi. Mạc Vân Khởi trầm mặc. Diệp Huyên đi tới bên cạnh, vỗ nhẹ vào bả vai hắn ta, nói, không phải chỉ chịu khổ chút thôi sao? Không có gì đâu, nếu như ngươi không muốn chịu khổ thì cũng được, ta cam đoan một kiếm này sẽ không chém chết ngươi đâu, nhiều nhất cũng chỉ chặt ngươi thành tàn phế thôi. Khóe miệng Mạc Vân Khởi giật giật, do dự một chút rồi nhìn sang Lão Kỳ nói đi, ông chuẩn bị tra tấn ta thế nào? Lão Kỳ tiện tay ném một cái, một sợi xích sắt thật dài xuất hiện trước mặt Mạc Vân Khởi, một đầu xích buộc những quả cầu sắt nho nhỏ. Lão Kỳ lạnh nhạt nói, đeo nó vào, rồi ra đằng sau núi chạy 100 vòng, sáng trưa tối đều phải chạy một lần, hạn hoàn thành là nửa canh giờ một vòng. Nếu vượt quá thời hạn, sẽ phải thêm 20 vòng. Sắc mặt Diệp Huyên khá cổ quái. Hậu sơn đâu có nhỏ, tính toàn bộ hành trình ít nhất cũng phải chừng 4-50 cây số. Mà chỉ giới hạn trong vòng nửa canh giờ, chưa kể còn phải đeo cả xích sắt, cầu sắt. Dù sao thì hắn cũng không làm được. Sắc mặt Mạc Vân Khởi suy sụp, lão già, ông muốn ta chạy tới gãy chân sao?
Lão Kỳ bình thản nói, chạy đến gãy chân cũng vẫn tốt hơn là để người ta đánh gãy chân. Mau bắt đầu đi, ngươi nói nhảm thêm một câu thì chạy thêm 10 vòng. Mạc Vân Khởi. Một lát sau, Mạc Vân Khởi bắt đầu chạy. Hắn ta vừa chạy vừa kêu như điên, không ai biết hắn ta đang kêu gì. Lúc này, Lão Kỳ nhìn sang Diệp Huyên. Diệp Huyên nhếch miệng cười nói, tu luyện thế nào, đều theo lời Lão Kỳ ông. Lão Kỳ nhìn Diệp Huyên, ánh mắt khá phức tạp, lúc trước khi ở học viện Thương Mộc, cố sức mạnh mà ngươi lợi dụng có phải là sức mạnh của đại địa không? Diệp Huyên gật đầu. Lão Kỳ than khẽ, ngươi khá thần bí, nhưng những việc này đều không quan trọng. Đi theo ta đi. Dứt lời, lão dẫn theo Diệp Huyên cùng Kỳ An Chi đi tới trước một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ trước mắt đây chính là ngọn núi mà lúc trước Diệp Huyên còn chưa đấm xong. Diệp Huyên khẽ hỏi, Lão Kỳ, ông muốn ta tiếp tục đấm ngọn núi nhỏ này sao? Lão Kỳ trả lời, phải nhưng cũng không phải. Diệp Huyên nhìn sang Lão Kỳ. Lão Kỳ khẽ nói, ngươi là kiếm tu, cũng là võ giả, ta không hiểu kiếm đạo, nhưng võ đạo thì cũng hiểu một hai. Dứt lời, lão chỉ ngọn núi nhỏ phía xa xa, ngươi cảm thấy nó là cái gì? Diệp Huyên trầm giọng đáp, núi. Lão Kỳ lắc đầu, đó không phải núi, đó là những kẻ cản đường. Lão vừa dứt lời, đột nhiên đấm ra một cái. Ầm. Một quyền vừa ra, ngọn núi nhỏ kia liền ầm ầm sụp đổ. Cả một ngọn núi nhỏ mà lại sụp đổ chóng vánh như vậy. Chương 152, thế. Diệp Huyên nhìn mà trợn mắt há mồm. Hắn biết Lão Kỳ rất mạnh, nhưng bây giờ được tận mắt nhìn thấy một quyền này của lão, trong lòng hắn vô cùng rung động. Uy lực của một quyền này quả thực vô cùng kinh khủng. Lão Kỳ quay đầu nhìn Diệp Huyên, nói, ngươi có biết trên người ngươi thiếu nhất là cái gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Lão Kỳ khẽ nói, khi ngươi nổi giận thì có đủ sát ý nhưng khí thế không đủ. Có sát ý mà không có khí thế, mặc dù chiến lực không yếu nhưng vẫn chưa đủ. Nếu ngươi có thể kết hợp cả khí thế vào trong sát ý của mình, thực lực của ngươi sẽ mạnh lên không ít. Không chỉ có vậy, còn có thể bước thêm một bước tới gần tông sư võ đạo. Dứt lời, lão nhìn về phía ngọn núi nhỏ vừa bị đánh nát kia, nói, thế nào là khí thế? Khí thế chính là một loại áp chế về tâm lý. Lúc trước, khi đối mặt với ngọn núi nhỏ, ngươi coi nó là một ngọn núi, mà còn là một ngọn núi rất khó phá, về mặt tâm cảnh ngươi đã thua một bậc. Ngươi nên coi nó là một đống rác rưởi, một đống rác ngăn trước mặt ngươi, một đống rác mà ngươi có thể dễ dàng phá hủy. Diệp Huyên trầm giọng nói, nhưng nó không phải rác, đây có phải là lừa mình dối người không? Hỏi thật hay. Lão Kỳ nhìn Diệp Huyên, nói, ngươi có thể nghĩ vậy, ta rất mừng. Nhưng ta muốn ngươi hiểu, khí thế chính là một loại tự tin, khi đối mặt với kẻ địch, ngươi phải có được lòng tự tin vô địch đó. Kẻ đối địch với ngươi, kẻ ngăn trước mặt ngươi, kẻ cản ngươi, đều là rác rưởi. Đương nhiên, tự tin không phải tự đại. Nói một cách đơn giản, về chiến lược chúng ta xem thường kẻ địch, nhưng xét về chiến thuật thì chúng ta phải coi trọng kẻ địch. Nói xong, lão chỉ ngọn núi nhỏ vừa bị đấm nát cách đó không xa, nói, trong lòng ta, đây chỉ là một đống rác, nhưng khi ta ra tay không hề khinh thị chút nào, không chỉ vậy, ta còn dốc toàn lực ra để đánh. Trong lòng ta xem thường ngươi, nhưng khi ta ra tay lại coi trọng ngươi. Diệp Huyên quay đầu nhìn sang ngọn núi nhỏ kia, trầm tư. Lão Kỳ lại nói, ngươi có biết An Lan Tú Mạnh ở điểm nào không? Diệp Huyên quay sang nhìn Lão Kỳ. Lão khẽ nói, con bé mạnh là ở cái thế của mình. Cho dù phải đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình rất nhiều, trong nội tâm con bé cũng chẳng hề e ngại. Cho dù là đối mặt với ta, xét về khí thế con bé cũng sẽ không yếu thế. Con bé không đánh lại ta, nhưng con bé chưa bao giờ sợ ta, khí thế này. Trong thế hệ trẻ tuổi ở Khương Quốc, ít có. Nói tới đây, lão nhìn sang Diệp Huyên, trên người ngươi không có thế, nhưng ngươi có một thứ khác mà người khác không có. Cái gì vậy? Diệp Huyên vô thức hỏi. Lão Kỳ khẽ nói, không biết sợ. Không biết sợ, Diệp Huyên không hiểu. Lão Kỳ nói, ngươi không có loại khí thế khinh người kia, nhưng ngươi cũng không sợ ai hết. Ở học viện Thương Mộc, dù có biết rõ không có phần thắng, ngươi vẫn chẳng hề e ngại, nói đánh là dám đánh. Không chỉ vậy, khi đối mặt với An Nha Đầu, khi nói chuyện với con bé, xét về tâm cảnh ngươi cũng không yếu thế hơn chút nào. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân con bé tương đối coi trọng ngươi. Dứt lời, lão nhìn Diệp Huyên nói, nhìn vào ngươi, ta có thể nghĩ đến một câu, có thể yếu, nhưng không thể sợ.
Diệp Huyên. Đột nhiên lão Kỳ lại nói, đi theo ta. Dứt lời, lão dẫn theo Diệp Huyên đi về phía xa xa, chẳng mấy chốc đã tới trước mặt một ngọn núi khác. Ngọn núi này còn lớn hơn ngọn núi lúc nãy gấp mấy lần. Trước đó ngọn núi kia được gọi là núi cũng khá miễn cưỡng, nhưng ngọn núi trước mắt này đây đúng là núi thật, hơn nữa còn không nhỏ. Lão Kỳ nhìn sang Diệp Huyên, nói, khi nhìn thấy ngọn núi này, cảm giác đầu tiên của ngươi là gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, nếu ông muốn ta đánh nát ngọn núi này chỉ với một quyền, thì ta nghĩ chắc chắn ông điên rồi. Lão Kỳ uống một ngụm rượu, nhận xét, đây chính là khiếm khuyết của ngươi. Kẻ địch cường đại ngươi không sợ, điểm ấy đã tốt hơn rất nhiều người rồi, nhưng ngươi lại thiếu khuyết khí thế bá đạo kia. Không đúng, phải nói là, chính ngươi có loại khí thế này, nhưng chỉ khi muội muội ngươi gặp nguy hiểm ngươi mới có. Dứt lời, lão lại uống một ngụm rượu, cứ đứng đây nghĩ đi, bao giờ hiểu thì đi. Nói xong, lão ung dung đi tới một tảng đá, nghiêng người nằm xuống, chốc lát sau đã có tiếng hít thở phì phì. Diệp Huyên nhìn ngọn núi nhỏ trước mặt mà trầm mặc. Thế, thực ra hắn đã cảm nhận được, chính là từ An Lan Tú. Cảm giác An Lan Tú đem tới cho hắn chính là, trên đời này không có bất kỳ nan đề gì có thể làm khó nàng, không có kẻ nào nàng không đánh bại được. Đương nhiên, rõ ràng nhất vẫn là từ cô gái bí ẩn. Lúc trước, khi cô gái bí ẩn cầm thủy kiếm xuất hiện trên thuyền bay, khí thế đó thực sự đã khiến hắn rung động. Một kiếm này của ta, muốn ngươi sống, ngươi sẽ được sống, muốn ngươi chết, ngươi sẽ phải chết. Nhất kiếm định sinh tử. Nghĩ tới điều này, đột nhiên Diệp Huyên ngây ngẩn cả người. Một khắc sau, hắn đột nhiên lấy kiếm liên tú của mình ra. Diệp Huyên cầm trường kiếm trong tay, nhìn ngọn núi nhỏ phía xa xa, trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh cô gái thần bí xuất hiện trên thuyền bay. Cô gái ấy cầm thủy kiếm trong tay, dường như dưới vòm trời này không ai là nàng ta không giết được. Chẳng lẽ đây không phải là một loại thế sao? Nàng ta dùng nhất kiếm định sinh tử, mình cũng dùng nhất kiếm định sinh tử. Nhưng vì sao lại khác biệt lớn như vậy? Bỏ qua cảnh giới về thực lực sang một bên, thực ra, xét về tâm cảnh hắn đã sai lệch. Nhất kiếm định sinh tử. Môn kiếm kỹ này không cần cảnh giới, mà là cần thế. Chính là loại khí thế ta muốn ngươi sống ngươi sẽ sống, ta muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lắc đầu cười, tự nói, thì ra mình đã dùng sai kiếm kỹ này. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn tòa núi cao cách mình không xa. Ông! Tiếng kiếm reo vang trong sân. Một khắc sau. Oanh! Một luồng đại thế cường đại từ trong cơ thể Diệp Huyên chấn ra, mặt đất trước mặt hắn nứt ra thành từng khúc. Cách đó không xa, lão Kỳ đột nhiên ngồi bật dậy, đờ đẫn nhìn Diệp Huyên phía xa xa, làm cái quỷ gì thế? Ta dạy cho ngươi lĩnh ngộ quyền thế, ngươi lại đi lĩnh ngộ kiếm thế. Cái quái gì thế? Chương 153, đây chính là thiên tài. Kiếm thế. Xa xa, Diệp Huyên cầm kiếm liên tú trong tay, trên người có khí thế vô cùng bá đạo. Mà khí thế này có kiếm làm nền tảng, xem như là kiếm thế. Diệp Huyên cầm kiếm liên tú chậm rãi đi về phía ngọn núi lớn, mỗi khi hắn bước ra một bước, mặt đất trước mặt hắn cũng sẽ nứt ra mấy trượng, một lát sau, mặt đất phạm vi mấy chục trượng xung quanh lấy hắn làm trung tâm bị nứt ra như mạng nhện. Lão Kỳ ở cách đó không xa nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lúc này, trên mặt lão không có chút men say nào, chỉ có sự nghiêm túc. Kiếm thế. Diệp Huyên không chỉ bày ra kiếm thế, còn có kiếm kỹ hắn muốn triển khai. Dù Diệp Huyên chưa triển khai kiếm kỹ này, nhưng lão đã cảm nhận được khí thế của nó rồi. Khí thế này tuyệt đối không phải kiếm kỹ bậc địa có thể làm được. Lúc này, cái lão quan tâm không phải là khí thế gì, mà là vì sao Diệp Huyên có kiếm kỹ đáng sợ thế này. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, lúc hắn dừng lại, kiếm thế quanh người hắn lập tức biến mất. Diệp Huyên cúi đầu nhìn kiếm liên tú đang rung động trong tay, ta nhất định sẽ không khiến ngươi bẽ mặt. Bù! Tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Diệp Huyên nhếch miệng cười, buông lỏng tay ra, một giây sau, kiếm liên tú biến thành một tia kiếm mang lóe lên. Xung quanh Diệp Huyên có kiếm mang lập lòe. Dùng khí ngự kiếm. Bây giờ hắn ngự kiếm đã thuận buồm xuôi gió hơn rồi, vì độ khớp của hắn và kiếm liên tú đã đạt đến 80%. Lúc này, Lão Kỳ ở một bên đột nhiên hỏi, vì sao không ra chiêu kiếm đó? Diệp Huyên quay đầu nhìn lão, hắn chỉ tay ra, kiếm liên tú đã vững vàng dừng lại ở bên phải hắn,
Hắn cười nói, không cần phải ra một kiếm đó nữa, vì ta đã hiểu cái gì là thế, rồi. Thế, có thể nói dưới tình huống không xen lẫn đại địa chi lực, nhất kiếm định sinh tử của hắn bây giờ đã vượt qua cả bậc địa thượng phẩm rồi, nếu thêm vào đại địa chi lực, chiêu kiếm này tuyệt đối không thua võ kỹ bậc thiên. Phải nói là trong lòng hắn lúc này, nhất kiếm định sinh tử đã không chỉ là kiếm kỹ nữa rồi. Còn là một khái niệm và tâm cảnh kiếm đạo. Lão Kỳ nhìn Diệp Huyên rất lâu, sau đó, lão đột nhiên mỉm cười, ngày đó học viện Thương Mộc đuổi thiếu niên trước mắt ra chính là tổn thất lớn nhất của bọn họ trăm năm qua. Mà lần đó lão lại chiếm được thời cơ, đây thật sự là lần lão thấy lời nhất biết bao nhiêu năm nay. Lão Kỳ vỗ nhẹ vai Diệp Huyên, trẻ tuổi thật sự rất tốt. Nói xong, lão xoay người bỏ đi. Diệp Huyên vẫn đứng tại chỗ, hắn cất thanh kiếm đi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi lớn ở cách đó không xa. Tay phải chậm rãi siết chặt. Ầm. Một sức mạnh vô hình đột nhiên chấn động ra từ trong nắm đấm của hắn. Diệp Huyên bước chậm về phía núi lớn trước mặt, khi hắn đi tới nơi cách ngọn núi một trượng, vách núi kia đột nhiên nứt ra, mà lúc này, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Hắn siết chặt tay phải. Rắc 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 rắc. Cả vách núi không ngừng nứt ra, đồng thời lan tràn sang xung quanh với tốc độ cực nhanh. Khí thế bức người. Quyền đạo. Kiếm đạo. Có nhiều khi hai thứ này rất giống nhau. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra, hắn chạy nhanh về phía trước, đấm một cú vào vách núi đá kia. Ầm. Cả cánh tay Diệp Huyên xuyên vào trong vách núi, một giây sau, mười mấy trượng xung quanh vách núi sụp xuống, đá vụn bắn ra, sau đó biến thành bụi phấn. Diệp Huyên lùi về sau mấy trượng, trên vách núi đá trước mặt hắn xuất hiện một cái động đen kịt, sâu không thấy đáy. Thật ra một quyền này của hắn cũng không phải mang tính bao phủ, mà là tính đơn thể. Cú đấm này là hắn giữa chừng này ra suy nghĩ muốn thay đổi quyền băng với nhất kiếm định sinh tử, lúc đầu chỉ là muốn thử thôi, nhưng không ngờ uy lực lại đáng sợ đến thế, dù không mạnh bằng nhất kiếm định sinh tử, nhưng lại mạnh hơn quyền băng lúc trước ít nhất mấy lần. Có thể nói cú đấm này của hắn có thể dễ dàng giết chết Huyền Giả Lăng Không Cảnh trong nháy mắt. Nếu thêm đại địa chi lực vào, thậm chí còn có thể tạo thành uy hiếp với thông u cảnh. Diệp Huyên nhìn nắm đấm của mình, cười hì hì, chiêu này cứ gọi là, một quyền đánh vỡ đầu ngươi, đi, quyền kỹ sinh ra để đánh vỡ đầu. Ông đây tự tạo ra, ha ha. Nói xong, hắn xoay người đi. Mà lúc hắn rời đi, vách núi sau lưng hắn lại sập xuống một lần nữa. Diệp Huyên đi tới trước thác nước, bạch trạch còn đang không ngừng kêu rên. Diệp Huyên quan sát kỹ y. Ngạc nhiên phát hiện trên người bạch trạch nổi gân xanh, mạch máu dưới da hơi run run. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, hắn cũng từng nghe nói về thân thể nửa người nửa yêu, những người này có huyết thống yêu thú, nếu có thể kích phát huyết thống yêu tộc trong người sẽ có thể lấy được yêu lực, từ đó thực lực sẽ tăng mạnh. Mà rõ ràng bạch trạch trước mặt vẫn chưa thật sự kích phát được huyết mạch chi lực. Một khi bạch trạch kích phát được nó, chắc chắn thân thể và thực lực của y đều sẽ thay đổi hoàn toàn. Phải biết rằng bây giờ bạch trạch đã lợi hại lắm rồi, một khi kích phát huyết thống yêu thú trong người, chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu, cách đó không xa có một bóng người đang chạy nhanh. Người nọ chính là Mạc Vân Khởi. Quần áo trên người hắn ta ướt đẫm, mệt như trâu. Lúc này, Mạc Vân Khởi nhìn sang Diệp Huyên, lúc thấy Diệp Huyên, hắn ta ngay người, sau đó hỏi, ngươi không tu luyện à? Diệp Huyên gật đầu, không có. Mạc Vân Khởi chớp mắt, một giây sau, hắn ta tức giận nói, mẹ kiếp, vì sao ngươi không cần tu luyện? Lão Kỳ này không giày vò người à? Quá không công bằng. Diệp Huyên đi tới trước mặt Mạc Vân Khởi, hắn vỗ nhẹ lên vai hắn ta, biết cái gì gọi là thiên tài không? Nói xong, hắn chỉ vào mình, thấy chưa? Đây chính là thiên tài. Ta đi ngủ đây, ngươi từ từ mà chạy, ta ủng hộ ngươi trên tinh thần. Nói xong, hắn đi về phía xa. Chương 154, có ca ca là đủ rồi. Mạc Vân Khởi đang đứng tại chỗ phi một tiếng, thiên tài. Đồ không biết xấu hổ, ngươi đợi đi, sau này ta nhất định sẽ đánh ngươi đến khi bật khóc. Nói xong, hắn ta lại bỏ chạy vừa gào lên, không biết đang gào cái gì. Diệp Huyên về đến trước điện Thương Lan, Diệp Liên vẫn chưa ngủ, cô bé ngồi trên thềm đá, hai tay ôm gối, khi thấy Diệp Huyên, cô bé lập tức đứng bật dậy. Diệp Huyên đi tới trước mặt Diệp Liên, hắn xoa đầu cô bé, dịu dàng hỏi, sao còn chưa ngủ?
Diệp Liên ôm lấy tay Diệp Huyên, kéo hắn ngồi xuống thềm đá, sau đó cô bé tựa đầu vào vai Diệp Huyên, nhẹ giọng đáp muốn ở bên ca ca. Diệp Huyên cười, huynh vẫn luôn ở đây mà. Diệp Liên nghiêng đầu nhìn Diệp Huyên, ca ca, nếu muội tu luyện, huynh có phản đối không? Diệp Huyên ngây người, sau đó cười nói, sao lại phản đối được? Nếu muội có thể tu luyện thì sau này sẽ có thể bảo vệ ca ca rồi. Diệp Liên trước mắt, sau đó nhếch miệng cười, cô bé ôm chặt lấy cánh tay Diệp Huyên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đấy ao. Diệp Liên nói nhỏ, ca ca, huynh nghĩ mẫu thân còn sống không? Diệp Huyên im lặng. Mẫu thân. Đối với nữ nhân kia, hắn đã ngày càng thấy mơ hồ rồi. Lúc này, Diệp Liên lại nói tiếp, dù có còn sống hay không, thì muội cũng chỉ có ca ca là đủ rồi. Diệp Huyên nhẹ nhàng dụi đầu vào đầu Diệp Liên, chỉ cần muội an toàn hạnh phúc muốn huynh làm gì cũng được. Dưới bầu trời sao, hai huynh muội cứ lẳng lặng dựa vào nhau như thế. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Diệp Huyên đã đi đến sau núi, bắt đầu tu luyện. Hắn chẳng những luyện thế mà còn muốn luyện điều khiển kiếm, bây giờ hắn đã có thể điều khiển kiếm rồi, nhưng vẫn chưa đủ thành thạo, cái hắn muốn làm bây giờ là tu luyện thuật ngự kiếm đến mức tối đa. Mà Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi cũng đang điên cuồng tu luyện. Hai người đều cảm thấy rất áp lực, bọn họ đến học viện Thương Lan cũng là vì một vài lý do đặc biệt giống Diệp Huyên, dù là lý do gì, bây giờ bọn họ đã vào học viện, có lòng trung thành với nó. Mà hai người đều hiểu rất rõ tình huống của nơi này, không mạnh, có thể bị học viện Thương Mộc giết chết bất cứ lúc nào. Tu luyện. Liều mạng tu luyện. Mấy ngày sau, bên ngoài đế đô. Ba thiếu niên mặc trường bào màu trắng đen phi ngựa đi vào, tốc độ của bọn họ rất nhanh, người đi đường vội vàng né tránh. Trước cổng thành, thấy ba người này không định chậm lại, một binh lính vội quát lên, người tới là ai? Ba người đều không chậm lại, thánh cảnh này. Sắc mặt binh lính kia hoàn toàn thay đổi, vội lùi về sau. Cứ thế, ba người chạy thẳng vào trong thành. Chẳng mấy chốc, một đám binh sĩ chặn trước mặt ba người, một nam tử trung niên tức giận nhìn bọn họ, trong thành không được cưỡi ngựa chạy nhanh, ba người các ngươi. Thiếu niên dẫn đầu nhảy xuống khỏi ngựa, sau đó, hắn ta đột nhiên biến mất, tiếp theo, một âm thanh trầm đục vang lên, nam tử trung niên bay thẳng ra ngoài. Thấy cảnh này, binh sĩ xung quanh giận dữ. Đều muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một tiếng la giận dữ vang lên từ bên cạnh, làm càn. Sau giọng nói này, một ông lão xuất hiện trước mặt đám binh sĩ, lão ta lạnh lùng nhìn bọn họ, bị mù à. Bọn họ đều là học viên của học viện Thương Mộc ta đấy. Học viện Thương Mộc. Sắc mặt mấy binh sĩ kia hơi thay đổi, không dám ra tay nữa. Ông lão nhìn ba người phía sau, ba người đến từ đâu? Thiếu niên dẫn đầu nhẹ giọng đáp, Đường Quốc. Đường Quốc. Nghe thấy câu này, vẻ mặt mấy binh sĩ hơi khó coi. Đường Quốc chính là kẻ thù của Khương Quốc. Ông lão gật đầu, mời ba người theo ta về học viện. Thiếu niên dẫn đầu từ chối, không cần, Diệp Huyên kia ở đâu. Ông lão hơi chần chừ, sau đó đáp, vẫn nên bàn bạc kỹ càng thì tốt hơn, ba người. Bàn bạc kỹ càng. Thiếu niên dẫn đầu lạnh lùng nói, đợi bàn bạc kỹ càng với các ngươi xong thì chắc cả canh cũng không còn để hút rồi. Đừng lãng phí thời gian nữa, nói thẳng với bọn ta Diệp Huyên kia ở đâu đi, lấy đầu hắn xong, ba người bọn ta sẽ về nước luôn. Chấm, thách thánh tỷ được gạch dưới TR Am Chu Yên, N gạch dưới. Ông lão nhìn ba người, ba vị, Diệp Huyên kia không phải người đơn giản, cậu ta. Ở học viện Thương Lan. Ngay lúc ấy, nam tử trung niên vừa bị đánh bay kia đã đứng dậy, ông ta nhìn thiếu niên dẫn đầu rồi nói, Diệp Huyên đang ở học viện Thương Lan. Nếu ngươi không biết đường, ta sẽ dẫn đi. Thiếu niên dẫn đầu kia hờ hững bảo, dẫn đi. Nam tử trung niên xoay lại liếc nhìn đám người kia, gầm lên, truyền thông báo, mọi người nghỉ ngơi nửa canh giờ, cùng lên học viện Thương Lan trợ uy đi, ai không đến, ông đánh gãy chân kẻ đó. Chương 155, vậy là xong rồi. Trợ uy. Nam tử trung niên dẫn ba tên học viên Thương Mộc ở đường quốc hướng về học viện Thương Lan mà đi. Theo sau là một nhóm binh sĩ đường quốc và một đoàn người hóng chuyện với số lượng không ngừng gia tăng. Tất cả đều đến học viện Thương Lan để trợ uy. Vốn họ cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện đấu đá giữa hai học viện Thương Mộc và Thương Lan, thậm chí còn mong hai bên xé xác nhau ra, nhưng bây giờ đã khác. Bởi vì người lần này đến từ đường quốc, tử địch của Khương quốc. Năm ấy hai nước giao tranh,
Có bao nhiêu con dân Khương quốc đã bỏ mạng dưới tay người Đường quốc? Vậy mà hôm nay, Học viện Thương Mộc ở Đường quốc lại ngang nhiên đi vào Khương quốc như vậy. Gần như tất cả mọi người đều đứng về phía Thương Lan, bởi vì cuộc tranh chấp này đã không còn nằm giữa hai học viện nữa mà là giữa hai quốc gia. Chứng kiến cảnh tượng này, lão già bên Học viện Thương Mộc sa sầm mặt mày. Ông ta bỗng có cảm giác để học viên Đường quốc đến đây là một sai lầm chí mạng. Học viện Thương Mộc cao ngạo thành thói, không thèm để tâm đến suy nghĩ của người khác, vì vậy cũng không đếm xỉa đến quan hệ giữa hai nước Khương Đường, hay nói đúng hơn là họ chẳng quan tâm đến suy nghĩ của những người dân ở tầng lớp thấp hơn. Thế nhưng họ không lường được rằng hành động lần này đã khiến lòng dân phẫn nộ. Lão già do dự một hồi, vội vàng chạy về học viện. Chuyện này phải được xử lý thật kỹ càng, bằng không Học viện Thương Mộc sẽ mất đi lòng dân ở Khương quốc. Ba học viên Thương Mộc kia được binh sĩ đưa đến Học viện Thương Lan, thần sắc ai nấy đều rửng rưng đúng hơn là khinh thường và ngạo nghễ. Đoàn người nhanh chóng đi đến dưới chân núi, bắt gặp một cô bé đang xách chiếc giỏ chứa đầy rau củ dại. Đó chính là Diệp Liên đang xuống núi hái rau nhặt quả. Cô bé thấy đám người kia đến thì ngẩn ra nhưng cũng không chạy trốn, vì Lão Kỳ đã nói dưới chân núi rất an toàn. Nam tử dẫn đầu nhóm lính đi đến, cô bé, Diệp Huyên có ở đây không? Diệp Liên tròn mắt nhìn lại, các người tìm huynh ấy làm gì? Ông ta chỉ vào ba học viên đằng sau, ba người này đến từ Đường quốc, muốn khiêu chiến Diệp Huyên. Chúng ta đến để trợ uy. Sau khi quan sát ba học viên kia một hồi, Diệp Liên hướng về trên núi hô to, đại ca, đám người Thương Mộc lại đến rồi. Mọi người. Ngay sau đó, một bóng người áo xanh lao xuống nhanh như một tia chớp, chẳng mấy chốc đã đến chân núi nhưng vẫn không dừng lại. Chính là Diệp Huyên. Thấy hắn đến, thiếu niên dẫn đầu nhóm học viên Thương Mộc cong môi cười lạnh lẽo, bước về trước một bước, thì ra ngươi chính là Diệp Huyên. Ta là học viên Học viện Thương Mộc ở Đường quốc, Lý. Khi còn cách khoảng 10 thước, Diệp Huyên đột nhiên tăng tốc, nhoáng cái đã nhảy đến trước mặt hắn ta. Một tia kiếm quang lóe lên. Xoẹt. Thiếu niên kia còn chưa kịp nói hết câu đã cứng cả người. Một cơn gió thoảng qua, thủ cấp hắn ta lìa khỏi cổ, máu phun như suối. Những người còn lại ngây ra như phỗng. Diệp Huyên tiếp tục nhảy sang bên trái, kiếm lại vung lên. Xoẹt. Cái đầu của thứ hai bay ra ngoài. Tên học viên duy nhất còn lại rốt cuộc cũng tỉnh lại, vội vã chạy trốn. Diệp Huyên lại đi về phía Diệp Liên thay vì đuổi theo, nhưng thanh kiếm trong tay hắn bỗng bay lên rồi lao vút đi. Phập! Tên học viên đang cắm đầu chạy trối chết cách đó mười mấy thước bị một kiếm đâm xuyên lưng. Thanh kiếm rút ra, mang theo vết máu vẩy một vòng trên không trung rồi trở về trước mặt Diệp Huyên. Tay phải hắn nắm kiếm, tay trái dắt Diệp Liên, chúng ta về nấu cơm thôi. Hai anh em thản nhiên trở về dưới cái nhìn chòng chọc của những người khác, hiện đã không khác gì tượng đá. Vậy là xong rồi. Giết chết trong nháy mắt. Không đợi bọn họ tỉnh táo lại, huynh muội Diệp Huyên đã biến mất ở nơi xa. Kiếm tu, lợi hại quá. Vậy mà Thương Mộc ban đầu lại không muốn người này. Đám người kia thật sự là bị mù hết rồi. Mù ư, ta thấy ngu thì đúng hơn. Trong thế hệ trẻ của nước ta hiện giờ. E là chỉ có An Quốc Sĩ mới thắng được Diệp Huyên. Nghe nói hai người họ còn là bạn của nhau. Hay già, ta đã nói rồi, người được An Quốc Sĩ để ý sao có thể là người thường được. Thấy ta nói đúng không? Biến mẹ ngươi đi, ông đây nhớ ngay từ đầu ngươi nói là An Quốc Sĩ nhìn nhầm, Diệp Huyên là phế vật cơ mà. Chấm chấm chấm. Chương 156, hắn đến rồi. Chuyện Diệp Huyên giết ba học viên Thương Mộc trong nháy mắt đã lan khắp đế đô như lửa cháy trên đồng cỏ. Tất cả dân chúng đều xôn xao. Người bỏ mạng dưới tay Diệp Huyên là học viên Thương Mộc nhưng đồng thời cũng là người Đường quốc, hiển nhiên khiến người dân Khương quốc ai nấy đều phồng mũi. Hơn nữa càng ngày càng có nhiều người bất mãn với Học viện Thương Mộc. Vốn dĩ tranh chấp giữa hai học viện là chuyện nội bộ trong nước, không ngờ Thương Mộc lại mời ngoại viện, hơn nữa lại đến từ Đường quốc. Có rất nhiều người chướng mắt điều này, ngặt nỗi không ai dám ra mặt chỉ trích một con quái vật khổng lồ như thế. Thêm một điều đáng nói nữa là dưới chân núi Học viện Thương Lan bỗng trở nên náo nhiệt, ngày nào cũng có người đến đứng xem, còn có mấy cô gái như đang chờ đợi. Học viện Thương Mộc. Lý Huyền Thương ngồi trên chủ vị trong đại điện, hai bên phía dưới là các đạo sư và trưởng lão, tất cả đều là những nhân vật nắm thực quyền trong học viện.
Viện trưởng nhàn nhạt mở lời trước, ba người đều ở Lăng Không cảnh nhưng lại không đỡ nổi một kiếm của Diệp Huyên, các người thấy thế nào? Lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ba người từ Đường Quốc kia tuy không bằng Phần Tuyệt nhưng cũng không hề yếu kém, vậy mà chẳng ai đỡ nổi một chiêu của Diệp Huyên, bị giết trong chớp mắt bởi một kẻ chỉ mới đến ngự khí cảnh. Đây là giết người vượt cấp chứ không còn là khiêu chiến vượt cấp nữa rồi. Sau một hồi im lặng kéo dài, một lão già đứng dậy, thực lực của kẻ này e rằng chỉ dưới An Quốc sĩ. Ta đề nghị thông báo cho học viên từ nơi khác đến đừng nên tùy tiện khiêu chiến hắn nữa, đỡ cho hy sinh uổng phí. Vì sao phải thông báo? Lý Huyền Thương lạnh lùng hỏi lại, để chúng tiếp tục khiêu chiến. Mọi người chân chối nhìn ông ta. Hắn giết càng nhiều thì chuốc thù oán cũng càng nhiều. Thanh Châu có tổng cộng 72 học viện thương mộc, để hắn đắc tội hết tất cả đi. Mượn đao giết người. Những người ngồi ở đây không ngốc, lập tức đã hiểu ý ông ta. Lý Huyền Thương chậm rãi khép mắt lại. Kể từ khi Phần Tuyệt bỏ mạng, thế hệ trẻ ở học viện thương mộc ở Khương Quốc chỉ còn lại Bắc Thần, không đủ để chấn áp tình huống nữa. Nếu không thể đưa thiên tài đến trung thổ Thần Châu thì tài nguyên nhận được cũng sẽ giảm sút, giáng một đòn chí mạng lên học viện. Mỗi năm, các học viện đều sẽ nhận được hỗ trợ từ Tổng viện, gồm có công pháp, võ kỹ, linh khí, vân vân. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đưa những thiên tài yêu nghiệt đến. Thời đại này ngoại trừ tài nguyên ra thì cái gì thiếu thốn nhất? Chính là nhân tài. Học viện thương mộc tất nhiên cũng có kẻ địch ở trung thổ Thần Châu, họ cần người tài để chống đỡ thế lực, không để nó sa sút. Nhưng lần này học viện ở Khương Quốc đã chịu tổn thất nặng nề, có thể nói là rơi xuống thế hạ phong khi so sánh với những nước khác. Đào tạo thiên tài mới đã không còn kịp nữa. Biện pháp duy nhất là khiến các học viện khác cũng phải chịu tổn thất tương tự. Một mặt có thể khiến học viện Thương Lan bị tấn công, một mặt có thể giảm trừ số thiên tài của những học viện khác. Tất nhiên nếu có thể giết được Diệp Huyên thì càng tốt. Tóm lại, bây giờ họ chỉ cần ngồi xem trai cò đánh nhau mà thôi. Diệp Huyên. Nghĩ đến cái tên này, sắc mặt Lý Huyền Thương tối đi. Tổn thất nặng nề của học viện cũng không quan trọng. Điều khiến ông ta day dứt vẫn là việc Diệp Huyên đã từng muốn gia nhập Thương Mộc. Nếu họ chịu nhận hắn ngay từ đầu thì Thương Lan đã nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chơi rồi. Nhưng hiện giờ Thương Lan đã có được Diệp Huyên, trở thành một ẩn số. Lý Huyền Thương lại lên tiếng, truyền lệnh ta, ai giết được Diệp Huyên, lập tức thưởng hai quyển võ kỹ bậc địa thượng phẩm, hai quyển công pháp bậc địa, 1 triệu linh thạch cực phẩm, còn có thể tu hành trong bí cảnh học viện Thương Mộc tại Khương Quốc. Lời này khiến những người còn lại cả kinh. Hai quyển võ kỹ bậc địa thượng phẩm, hai quyển công pháp bậc địa, lại còn thêm 1 triệu viên đá năng lượng cực phẩm. Một giải thưởng khổng lồ đủ để treo thưởng cho cái mạng của cường giả thần hợp cảnh lại được dùng cho Diệp Huyên, một kẻ chỉ mới đến ngự khí cảnh mà thôi. Một lão già do dự lên tiếng, viện trưởng, cái giá này, có phải hơi lớn rồi không? Lớn ư? Lý Huyền Thương phóng ánh mắt lạnh căm về phía người vừa lên tiếng. Nếu không chết, hắn ắt sẽ trở thành mối nguy lớn với học viện thương mộc ta. Chúng ta phải dùng toàn lực, không được phép xem thường, bằng không về sau chết không có chỗ chôn. Đối với một thiên tài, nếu không thể lôi kéo thì tốt nhất là hủy diệt, chưa kể Diệp Huyên còn là thiên tài của Thương Lan. Ông ta không muốn sau này phải đối mặt với một kẻ địch thuộc cấp kiếm chủ, hoặc khủng khiếp hơn là kiếm hoàng. Kiếm chủ, kiếm hoàng. Sắc mặt Lý Huyền Thương trở nên âm u. Bỗng nhiên, một nam tử trung niên xông vào đại điện, viện trưởng. Diệp Huyên, hắn đến rồi. Tất cả những người có mặt đều ngây ngẩn. Diệp Huyên đến đây. Một người thanh niên đứng trên núi Thương Sơn, đối mặt với một nhóm học viên thương mộc ai nấy đều bày ra vẻ đề phòng. Hắn dửng dưng nói, các ngươi đừng căng thẳng, ta chỉ đến luyện viết chút thôi. Vừa nói xong, thanh kiếm trong tay hắn bắt đầu múa may, nhanh chóng viết một dòng chữ trên mặt đất, đánh đi. Có ngon thì tới đánh ta đi. Chương 157, không một ai có chứng. Nghe được câu này, sắc mặt đám học viên học viện thương mộc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đây là làm nhục học viện thương mộc một cách trắng trợn. Một số học viên trẻ tuổi muốn xông lên nhưng đúng lúc này, mấy người Lý Huyền Thương lại xuất hiện ở giữa sân. Lý Huyền Thương lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, đang định nói gì đó thì Diệp Huyên đã quay đầu bỏ đi. Hắn đi rất nhanh. Chớp mắt đã biến mất. Sau lưng Diệp Huyên vẫn còn hàng chữ, hơn 100 học viên, không một ai có chứng. Đọc được hàng chữ này,
sắc mặt Lý Huyền Thương cực kỳ xa sầm. Mà một đám học viên học viện Thương Mộc lại càng tức đỏ cả mặt. Con mẹ nó chứ, quá vũ nhục người khác. Một số học viên muốn xông lên tấn công Diệp Huyên nhưng lại bị các đạo sư ngăn lại. Lý Huyền Thương lạnh lùng liếc nhìn thoáng qua đám học viên kia, về núi đi. Những học viên kia không dám không nghe lời, lập tức hầm hực đi lên núi. Tại một nơi nào đó, một cô gái nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Huyên phía xa xa, hỏi, vì sao không cho con ra tay? Người này chính là Bắc Thần. Bên cạnh Bắc Thần chính là Khô Mạc. Khô Mạc lắc đầu, với thực lực của người này, trong Khương Quốc ta, e rằng chỉ có vị An Quốc sĩ đã rời Khương Quốc mới có thể khống chế được. Bắc Thần trầm mặc. Thực lực của nàng ta không kém Phần Tuyệt bao nhiêu, Diệp Huyên có thể giết Phần Tuyệt hiển nhiên cũng có thể giết nàng ta. Khô Mạc nhìn thoáng qua hướng Diệp Huyên biến mất, nói, không ngờ ngày đó hắn không chết, người này, quá thần bí. Nói xong, ông ta quay sang Bắc Thần, ngươi không được tự đi tìm hắn, mọi việc cứ giao cho học viện xử lý. Bắc Thần trầm ngâm không nói gì. Diệp Huyên rời khỏi học viện Thương Mộc cũng không đi dạo lung tung mà chuẩn bị quay về học viện Thương Lan. Lần đến học viện Thương Mộc này là do hắn lén chạy đến, mục đích chính là để nhìn xem đám học viên của học viện Thương Mộc khó chịu, chọc giận bọn họ. Đương nhiên, nếu có thể, hắn còn muốn giết mấy người nữa. Từ khi học viện Thương Mộc bắt cóc muội muội của hắn, hắn đã hận nơi này tới tận cùng. Bây giờ, nếu trên đường đụng phải học viên học viện Thương Mộc, hắn sẽ không chút do dự mà tiến tới giết chết. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng bước, trước một căn nhà bên phải hắn, cách không xa, có một cô bé mặc váy đen liền áo đang ngồi xổm. Cô bé này chừng 12-13 tuổi, váy đen khá đặc biệt, trên váy vẽ một đóa hoa khô lâu màu trắng. Cô bé đang ngồi khắc một người gỗ, dáng vẻ khá vụng về, mất công lắm mới khắc ra được. Đột nhiên cô bé ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đã thấy rõ dung mạo cô bé. Xét về dung mạo, cô bé không quá xinh đẹp, ngược lại còn có vẻ hơi âm trầm, đặc biệt là con mắt, khiến cho người ta rất không thoải mái, dường như nếu bị cô bé nhìn sẽ chết đi vậy. Diệp Huyên do dự một chút rồi bước tới trước mặt cô bé, ngồi xổm xuống, cầm khúc gỗ và con dao trong tay cô bé lên, hỏi, muội muốn khắc cái gì nào? Cô bé liếc nhìn Diệp Huyên một cái, rồi chỉ về phía mái hiên xa xa. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, thì thấy có một con chim đen nhánh khá quái dị, chỉ có một chân. Diệp Huyên nghĩ nghĩ một lát rồi bắt đầu nhanh chóng khắc. Chốc lát sau, một con chim sinh động như thật đã xuất hiện trước mặt cô bé. Khắc gỗ. Thực ra, trước kia, khi rảnh rỗi hắn vẫn thích khắc gỗ. Bởi vì khi còn bé, hai huynh muội nghèo lắm, mà đôi khi Diệp Liên cũng muốn có đồ chơi, đương nhiên hắn không mua nổi đồ chơi gì. Thế là tự mình khắc một ít đồ chơi bằng gỗ cho Diệp Liên, lần nào cũng có thể dỗ cô bé vui vẻ. Dần ra, tay nghề của hắn cũng coi như xuất sắc. Dù là chim, cá, hay người, hắn đều có thể khắc ra sinh động như thật. Đương nhiên, ngoại trừ dỗ Diệp Liên vui vẻ thì môn thủ nghệ này chẳng có tác dụng khỉ gì, nhưng với hắn mà nói, dỗ được Diệp Liên là đủ rồi. Diệp Huyên đưa con chim nhỏ trong tay mình cho cô bé váy đen, nói cho muội. Cô bé váy đen nhận lấy con chim gỗ nhỏ, nhìn thoáng một cái, rồi nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, muốn khắc gỗ phải ổn định được tâm trí, không vội được, càng nhanh càng dễ sai. Dứt lời, hắn cầm lấy một cây gỗ bên cạnh cô bé váy đen, bắt đầu nhanh chóng khắc lên, chỉ chốc lát sau, một người gỗ nho nhỏ xuất hiện trong tay Diệp Huyên. Người gỗ này giống hệt cô bé váy đen. Vừa thấy người gỗ này, cô bé váy đen đã chăm chú ngắm nhìn, hết sức thích thú. Diệp Huyên đưa người gỗ này cho cô bé, cười nói, tặng muội. Cô bé nhìn Diệp Huyên, nhận lấy người gỗ này, vẫn không nói gì. Diệp Huyên cười cười, xoa xoa đầu cô bé, thực ra chỉ là theo thói quen thôi, hắn vẫn thích xoa đầu Diệp Liên. Đột nhiên cô bé váy đen nhìn hắn chằm chằm. Diệp Huyên đột nhiên cảm thấy lòng mình hơi hoảng, không hiểu vì sao, hắn nhíu mày, vội vàng khiến mình chấn định lại. Cô bé váy đen lại đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn người gỗ trong tay. Diệp Huyên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Diệp Huyên nhìn thoáng qua cô bé váy đen trước mặt, trên người cô bé này không hề có huyền khí dao động, nhìn chỉ như một người bình thường. Diệp Huyên do dự một chút, nói tiểu muội muội, có phải muội là cường giả tuyệt thế vô cùng lợi hại không? Cô bé váy đen liếc nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười hắc hắc, vụng trộm nhìn thoáng qua bốn phía.
rồi nhỏ giọng nói, ta nói cho muội biết một bí mật. Cô bé váy đen nhìn Diệp Huyên, vẫn không nói gì. Diệp Huyên vẫy cổ tay một cái, kiếm Liên Tú xuất hiện trong tay hắn. Cô bé váy đen liếc nhìn thoáng qua kiếm Liên Tú, ánh mắt vẫn lặng như nước. Diệp Huyên chỉ mình, thần bí nói, kiếm tu, ta là đại kiếm tu đấy. Có lợi hại không? Cô bé váy đen trợn tròn hai mắt, sắc mặt khá là quái dị. Diệp Huyên lại vô thức xoa xoa đầu cô bé, cười nói, ca ca còn có việc, đi trước nhé. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Chương 158, mau nói đằng sau ta có người. Chốc lát sau, Diệp Huyên đã biến mất khỏi tầm mắt cô bé váy đen. Cô bé váy đen thu lại ánh mắt, nhìn người gỗ trong tay mình, một lát sau, cô bé đứng dậy ngẩng đầu nhìn con chim nhỏ một chân cách đó không xa, có cảm ứng được không? Chim nhỏ một chân lắc đầu. Cô bé váy đen quay đầu nhìn về phía chân trời, hai mày cau lại, địa giới Khương Quốc xuất hiện kiếm tiên, thế mà hộ đạo giả chúng ta lại hoàn toàn không biết gì, thật sự hoang đường. Nói tới đây, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, đột nhiên cô bé nhìn ra phố. Bóng lưng của Diệp Huyên đã biến mất nơi cuối phố xa xa nhưng dường như cô bé vẫn có thể nhìn thấy hắn. Người này mạo phạm chủ nhân, ta đi giết hắn. Con chim nhỏ một chân muốn bay đi. Cô bé váy đen đưa tay chộp một cái, chim nhỏ bị tóm gọn trong lòng bàn tay. Cô bé lạnh nhạt nói, người này kiếm tâm sáng tỏ, trong lòng chỉ có thiện ý, là một nhân tài có thể bồi đắp, chớ đụng tới hắn, để cho hắn phát triển. Chờ sau này nếu hắn vẫn còn có thiện ý trong lòng như hôm nay, kiếm tâm vẫn còn sáng tỏ, thì rất phù hợp để bồi dưỡng thêm một anh tài nữa cho địa giới Thanh Châu ta. Nói xong, cô bé quay người bước đi. Cô bé bước một bước, đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Diệp Huyên đi tới dưới chân núi học viện Thương Lan, một đám người vây quanh hắn, trong số đó có rất nhiều cô gái. Diệp công tử. Một thiếu niên đi tới trước mặt Diệp Huyên, cung kính thi lễ, nói tại hạ Vu Lâm, thế tử Vu gia, Diệp công tử, hôm nay nhà ta có mở tiệc tối, muốn mời Diệp công tử tham gia. Lại một nam tử khác bên cạnh vội vàng nói, Diệp công tử, tại hạ muốn gia nhập học viện Thương Lan, xin Diệp. Diệp công tử, huynh thực sự là đại kiếm tu sao? Diệp công tử, tiểu nữ tử xin có lễ, huynh thật sự là kiếm tu sao? Đánh thử hai kiếm xem nào. Diệp Huyên chạy chối chết. Phía sau núi, Diệp Huyên đi tới chân thác nước, Bạch Trạch vẫn đang khổ tu. Lúc này toàn thân y lại tỏa ra hào quang đỏ nhàn nhạt. Lúc này, Bạch Trạch liếc nhìn Diệp Huyên, hỏi, ngươi, không tu, luyện. Y nói chuyện cũng run run. Diệp Huyên gật đầu, nghiêm mặt nói, bình thường thiên tài vẫn không tu luyện, tỉ như ta đây. Bạch Trạch trừng mắt lườm Diệp Huyên, cút, xa, chút. Diệp Huyên cười hì hì. Đúng lúc này, một đạo kình phong từ bên phải hắn đánh tới. Diệp Huyên quay phát lại, đấm ra một quyền. Bành! Một bóng người bị đẩy lui. Ngay tiếp đó, một tia sáng lạnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhảy lùi lại né tránh tia sáng lạnh này. Đúng lúc này, một bóng người lại xuất hiện trước mặt hắn. Cùng theo đó là một cây trường côn màu đen bỗng nhiên giáng xuống đầu hắn. Diệp Huyên siết chặt nắm tay phải thành quyền. Ầm! Một luồng quyền thế từ trong cơ thể hắn quét ra, chỉ riêng quyền thế này cũng có thể bức cây trường côn kia phải dừng lại. Diệp Huyên đấm ra một quyền. Nhưng bóng người kia đã cách xa hắn hơn 10 trượng. Cái bóng này chính là Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi đánh giá Diệp Huyên một chút, sao quyền này của ngươi lại trở nên lợi hại vậy? Diệp Huyên không nói gì, đột nhiên biến mất. Thấy vậy, Mạc Vân Khởi biến sắc, mũi chân khẽ nhún một cái, toàn thân nhanh chóng lùi lại 10 trượng. Cùng lúc đó, một thanh phi đao chợt lóe lên trong sân. Thật nhanh. Ầm. Diệp Huyên nhanh chóng dừng lại. Hắn vừa dừng lại, lại một thanh phi đao nữa đã phi tới trước mặt hắn. Đúng lúc này, một tiếng kiếm reo vang lên, một thanh phi kiếm chém thẳng lên phi đao kia. Ầm. Phi đao bay ngược lại trước mặt Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi cười hì hì nói, phi đao này của ta lợi hại không? Diệp Huyên đột nhiên nhìn ra sau lưng Mạc Vân Khởi, chào, lão kỳ. Mạc Vân Khởi vô thức quay đầu lại. Nhưng sau lưng hắn ta chẳng có một ai. Hỏng bét. Mạc Vân Khởi biến sắc, vội vàng xoay người lại. Ầm. Một âm thanh trầm đục vang lên, Mạc Vân Khởi bị ném bay ra ngoài, xa tới mười mấy trượng. Mạc Vân Khởi nằm dưới đất tức giận chỉ vào Diệp Huyên mắng, Diệp Huyên,
Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi lại còn dở trò. Ngươi có phải người không hả? Diệp Huyên trừng mắt nhìn, ngươi cũng có thể gạt ta mà. Tới đây, mau nói với ta đằng sau ta có người. Mạc Vân Khởi tức đến muốn ói máu, con mẹ nó chứ, chương 159, Linh Thạch Ngọc Phẩm. Diệp Huyên nhún vai, xoay người bỏ đi. Phía sau, Mạc Vân Khởi quay đầu lại nhìn Bạch Trạch ở dưới thác nước cách đó không xa, người này vô liêm sỉ nhỉ. Bạch Trạch vô cùng nghiêm túc gật đầu. Mạc Vân Khởi lắc đầu, ta chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ như thế. Lúc này, Bạch Trạch ở cách đó không xa đột nhiên nói, ngươi chạy xong chưa? Nghe vậy, Mạc Vân Khởi lập tức biến sắc, ngay sau đó hắn ta biến mất tại chỗ. Chấm chấm chấm. Trong một căn nhà, Lão Kỳ đang say khướt nằm trên ghế dựa. Diệp Huyên bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Lão Kỳ, hắn nhìn Lão nói, Lão Kỳ, ta có việc muốn thương lượng với ông. Lão Kỳ mở đôi mắt nhập nhèm ra nhìn Diệp Huyên, nói. Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi đáp, ta muốn đột phá lên lăng không cảnh. Lăng không cảnh. Hắn đã kẹt ở ngự khí cảnh một thời gian rồi, bây giờ hắn cảm thấy mình đã đạt tới giới hạn của ngự khí cảnh, có thể tiến tới lăng không cảnh bất cứ lúc nào. Tiếc là hắn không thể nào đột phá như bình thường. Hắn nhất định phải tìm được linh kiếm. Hơn nữa, có lẽ phải cần nhiều hơn một thanh linh kiếm mới được. Nếu như hắn đạt tới lăng không cảnh, chắc chắn thực lực ở mọi mặt sẽ tăng lên rất nhiều, quan trọng là hắn có thể bay lên không trung, khi đó hắn sẽ thử kết hợp với kiếm, để xem có thể ngự kiếm hay không. Ngự kiếm phi hành. Hiện tại hắn đã có thể ngự kiếm, nhưng vẫn không thể ngự kiếm phi hành, điều này thật đáng tiếc. Lão Kỳ khẽ gật đầu, muốn đột phá lên lăng không cảnh là chuyện tốt. Diệp Huyên vội vàng nói, có điều thể chất của ta hơi đặc biệt, muốn đột phá lên lăng không cảnh phải cần linh kiếm. Lão Kỳ, ông mua cho ta mười mấy thanh linh kiếm đi, này. Lão Kỳ, ông đừng ngủ mà, dậy đi, đậu xanh. Trước mặt Diệp Huyên, Lão Kỳ đã ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không chịu tỉnh. Thấy Lão Kỳ giả vờ ngủ, Diệp Huyên tức suýt chút nữa rút kiếm chém người, nhưng nghĩ đến thực lực đáng sợ của Lão ta, cuối cùng hắn chỉ nghĩ mà thôi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người lại, một nữ tử đang đứng ở cổng. Kỳ An Chi. Kỳ An Chi nhìn Diệp Huyên, đi theo ta. Nói xong nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên nhìn Lão Kỳ trước mặt mình, lắc đầu thở dài, không biết xấu hổ. Dứt lời, hắn ra ngoài đi theo Kỳ An Chi. Kỳ An Chi dẫn Diệp Huyên đi tới sau núi, trên một góc của sau núi có hai tòa tiểu điện, cỏ dại mọc xung quanh hai tòa tiểu điện này đã sắp cao bằng một người trưởng thành. Rất hoang vu. Kỳ An Chi dẫn Diệp Huyên đi tới trước một tòa tiểu điện, Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn, trước tiểu điện có hai chữ to đùng, võ điện. Kỳ An Chi nhẹ giọng bảo, nơi đây từng là thánh địa của Học viện Thương Lan. Diệp Huyên liếc nhìn võ điện ở trước mắt, trong đó có thứ gì có giá trị không? Kỳ An Chi ngoảnh lại trừng mắt nhìn Diệp Huyên, đây là thánh địa. Diệp Huyên trợn trắng mắt, ta chỉ biết bây giờ học viện của chúng ta đã nghèo tới mức sắp không còn cơm ăn rồi. Kỳ An Chi im lặng một lúc mới nhẹ nhàng nói, Học viện Thương Lan đã từng rất huy hoàng, so với Học viện Thương Mộc bây giờ còn huy hoàng hơn nữa. Diệp Huyên hỏi, vậy tại sao lại sa sút đến mức này? Kỳ An Chi lắc đầu, bành trướng. Bành trướng, Diệp Huyên không hiểu. Kỳ An Chi nhẹ giọng trả lời, khi một thế lực đạt đến trình độ nhất định, chẳng hạn như Học viện Thương Lan của chúng ta lúc đó, ngay cả Hoàng thất cũng phải phục tùng. Lúc ấy chúng ta đã bành trướng đến mức độ chưa từng có trong lịch sử, không hề để ai vào mắt, làm vậy đương nhiên cũng đắc tội rất nhiều người. Việc này chưa là gì cả, năm đó Học viện Thương Lan đã bỏ lỡ một học viên. Nói tới đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, Cổ Thiên Trần, nhân vật truyền kỳ của Học viện Thương Mộc, thật ra năm đó người này là học viên của Học viện Thương Lan chúng ta. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó hắn hỏi, vậy tại sao ông ta lại tới Học viện Thương Mộc? Kỳ An Chi lắc đầu, bị ép buộc. Nói xong, nàng ta đi về phía võ điện, dù là một thế lực hay là một người, khi đạt tới trình độ nhất định đều sẽ bành trướng, một khi người ta bành trướng sẽ lạc lối, một thế lực cũng giống vậy. Sau này chúng ta cũng vì sự bành trướng năm đó mà phải trả một cái giá đau đớn. Nàng ta vừa nói, vừa đột nhiên dừng bước, xoay người lại nhìn Diệp Huyên, trong trận chiến cuối cùng của hai học viện. Thế hệ trước không ra tay nên thế hệ trẻ là toàn bộ học viên của Học viện Thương Lan ta đã bị giết sạch, lúc ấy dưới con đường nhỏ ở Thương Sơn chất đầy đầu của học viên Học viện Thương Lan. Diệp Huyên im lặng.
Thế giới này vốn dĩ rất tàn khốc, lúc hắn ở Thanh Thành, mấy tiểu thế giới vì tranh giành tài nguyên xung quanh Thanh Thành cũng thường xuyên chiến đấu quyết tử đấy thôi. Mà học viện Thương Lan xa sút tới mức này khiến hắn nghĩ tới bốn chữ. Hưng thịnh rồi suy. Dù là một người hay một thế lực, sau khi đạt tới trình độ nhất định sẽ bành trướng, sau đó lầm đường lạc lối. Chuyện này đã cảnh tỉnh hắn. Bất kể sau này có đạt đến trình độ nào, hắn cũng không nên để bản thân bành trướng. Hai người bước vào đại điện, trong đại điện có 9 cây cột dài, mỗi cây cao 2 trượng, xung quanh được vẽ những ký hiệu không biết tên. Kỳ An Chi chỉ vào 9 cây trụ dài đó, 9 cây trụ dài này từng là 9 đạo truyền thừa của cao thủ đến từ Tổng viện Trung Thổ Thần Châu, mỗi năm đều sẽ có cao thủ mới truyền thụ võ đạo của mình thông qua 9 cây trụ dài này. Nhưng khi học viện Thương Lan xuống dốc, Tổng viện hoàn toàn từ bỏ bên này, truyền thừa cũng chưa từng xuất hiện lại ở nơi đây rất nhiều năm rồi. Nói xong, nàng ta cười tự giễu, chắc hẳn họ đã hoàn toàn quên mất chúng ta rồi. Diệp Huyên im lặng. Lúc đó hắn không quan tâm tới thị phi cho lắm, hắn chỉ biết lão kỳ của học viện Thương Lan đã cứu muội muội, chứa chấp hai huynh muội hắn. Hắn phải trả ơn này. Con người của Diệp Huyên hắn là thế, có ơn trả ơn, có thù trả thù. Kỳ An Chi bước tới trước một cây trụ dài, nàng ta đột nhiên rút đao ra chém. Keng! Cây trụ dài kia ầm ầm vỡ vụn. Kỳ An Chi vẫn không dừng tay mà vung nhanh trường đao, chỉ lát sau 9 cây trụ dài đều vỡ vụn. Mà sau khi 9 cây trụ dài này vỡ vụn, 9 viên tinh thạch to bằng nắm đấm xuất hiện trong đại điện. Đây là, Diệp Huyên có chút khó hiểu. Kỳ An Chi đáp, linh thạch ngọc phẩm, đá tảng của 9 truyền thừa, mỗi viên hẳn có thể bán được giá tốt, cũng là thứ có giá trị nhất của chúng ta hiện tại, cầm đi bán lấy tiền đi. Dứt lời, nàng ta quay người ra khỏi võ điện. Trong điện, Diệp Huyên nhìn những viên linh thạch ngọc phẩm trước mặt hồi lâu không lên tiếng. 15 phút sau, Diệp Huyên xuống núi. Trong một căn nhà nào đó, lão Kỳ thấp giọng thở dài, nhà đầu này, đó là tiền thưởng của ông nội cháu mà. Diệp Huyên đi thẳng đến Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu là thương hội lớn nhất đế đô, muốn bán đồ và mua đồ đều chỉ có thể tìm họ. Mà ở nơi nào đó trên phố, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, trước mặt hắn không xa là một nam tử, người nọ mặc áo gấm trắng, tay cầm một chiếc quạt lông vũ, phong độ ung dung. Diệp Huyên nhìn nam tử, học viện Thương Mộc. Người nọ mỉm cười, đúng vậy, ngươi là Diệp Huyên. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Người chưa xuất hiện, một cú đấm đáng sợ đã đánh về phía nam tử. Nam tử nhắm mắt lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không dám khinh thường, chiếc quạt xếp trong tay hắn ta nhẹ nhàng xoay tròn, một luồng kình phong sắc bén chém ra như lưỡi dao. Ầm! Cùng với tiếng nổ vang lên, hai bóng người nhanh chóng lùi lại. Hai bóng người này chính là Diệp Huyên và nam tử đó, nhưng ngay sau đấy Diệp Huyên dừng lại rồi lại xuất hiện trước mặt nam tử. Chương 160, ta gặp một giết một. Con ngươi nam tử khẽ co rụt, chiếc quạt xếp bỗng khép lại, sau đó hắn ta giơ nó lên, một tia sáng lạnh chợt lóe rồi biến mất. Xoẹt! Tiếng xé rách vang lên. Nhưng nam tử lại nhanh chóng lùi ra ngoài 10 trượng. Diệp Huyên nhìn nắm đấm của mình. Trên nắm tay hắn có một vệt máu. Diệp Huyên vẩy tay, sau đó từ từ siết chặt. Ầm! Mặt đất phía trước Diệp Huyên lập tức nứt ra, một luồng khí vô hình như cuồng phong bão táp quét về phía nam tử. Nam tử nhắm mắt lại, cú đấm thật bá đạo. Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên thả chiếc quạt xếp trong tay ra, ngay sau đó, chiếc quạt xếp như một lưỡi dao sắc bén chém về phía trước. Xoẹt! Tiếng xé rách chói tai vang lên. Chiếc quạt xếp không chỉ xé rách không khí mà còn xé rách luồng khí của Diệp Huyên, nhưng lúc này Diệp Huyên đã tới trước mặt hắn ta, hắn không nói lời thừa, lại đấm một cú. Mạnh mẽ, đơn giản. Ầm. Nam tử lùi về sau 10 trượng, mà chiếc quạt xếp cũng bị Diệp Huyên cầm trong tay, hắn định phá hủy nhưng lại phát hiện nó là một linh khí. Hắn không chút do dự cất chiếc quạt đi. Ở phía xa, nam tử. Sau khi cất quạt, Diệp Huyên nhìn về phía nam tử, hắn ta nhắm hai mắt lại, xem ra đầu của các hạ cũng không dễ lấy nhỉ. Ngươi! Ngay lúc này, giọng nói của hắn ta im bặt. Bởi vì Diệp Huyên đã xông tới trước mặt hắn ta. Lại thêm một cú đấm. Nhưng cú đấm này khác với cú đấm trước đó, sức mạnh của cú đấm này mạnh hơn vừa rồi ít nhất cũng mấy lần. Sự tương phản lớn mạnh khiến sắc mặt nam tử thay đổi đột ngột.
hắn ta vừa định đánh trả thì một cú đấm vô cùng mạnh mẽ đánh úp về phía hắn. Một phát vỡ đầu. Sức mạnh của cú đấm này khiến nam tử lập tức tuyệt vọng. Yên lặng trong giây lát. Đầu nam tử nổ tung, mà Diệp Huyên đã đứng phía sau cách nam tử mấy trượng. Diệp Huyên lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, học viên của học viện Thương Mộc, ta gặp một giết một. Nói xong, hắn bước về nơi xa. Từ sau khi học viên của học viện Thương Mộc bắt muội muội hắn đi, có thể nói hắn cực kỳ hận học viện này. Động tới hắn thì được, nhưng không được động tới muội muội hắn. Những người đứng xem chung quanh nhìn nhau, trong mắt đều là khiếp sợ, chàng trai cầm quạt vừa rồi ít nhất cũng là cao thủ lăng không cảnh đỉnh cao. Nhưng hắn ta cứ thế đã bị Diệp Huyên một phát đánh chết. Ở một nơi nào đó, ba nam tử nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên đã đi xa. Mà ba người này cũng là học viên đến từ nơi khác của học viện Thương Mộc. Một lát sau, nam tử áo bào hoa lắc đầu, về nước. Nam tử đứng bên cạnh nam tử áo bào hoa trầm giọng nói, cứ vậy mà về nước sao? Giết hắn, chúng ta sẽ được công pháp võ ký bậc địa, còn có linh thạch cực phẩm. Nam tử áo bào hoa lạnh lùng nhìn nam tử vừa nói, ngươi có còn mạng để đi lấy không? Sắc mặt nam tử có chút khó coi. Nam tử áo bào hoa quay đầu lại nhìn cái xác không đầu ở phía xa, thực lực của người này mạnh hơn ba người chúng ta, nhưng hắn ta còn không chịu nổi một cú đấm. Dứt lời, hắn ta ngoảnh lại nhìn theo hướng Thương Sơn, Diệp Huyên này hoàn toàn không phải thiên tài bình thường, học viện Thương Mộc của Khương Quốc muốn mượn dao giết người, chúng ta không nhúng tay vào vũng nước đục này, cũng không có thực lực nhúng tay, đi thôi. Nói xong, nam tử xoay người rời đi không chút do dự. Hai nam tử còn lại chần chừ một lúc cũng đi theo. Công pháp võ ký bậc địa rất hấp dẫn, nhưng phải còn mạng sống mới lấy được. Mạng sống mới là quan trọng nhất. Mà ở một bên khác, một nam tử mặc áo bào đen nhìn thi thể dưới đất, cười khà khà thực lực được đấy. Vừa dứt lời, hắn ta lập tức biến mất tại chỗ. Cuối con phố, Diệp Huyên bỗng dừng lại, một nam tử mặc áo bào đen đang đứng trước mặt hắn. Nam tử áo bào đen nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi vừa mới nói gặp học viên của học viện Thương Mộc là giết ngay phải không? Nói xong, hắn ta ngoắc tay, ta cũng là học viên của học viện Thương Mộc, tới giết thử đi. Ta! Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Khóe miệng nam tử nhếch lên, ngay sau đó một hơi thở cuồng bạo bỗng ào ra từ trong người hắn ta. Đây là thông u cảnh. Không phải, đây là bán bộ thông u. Xung quanh có người la lên. Thảo nào hắn ta tự tin tới vậy, không ngờ hắn ta đã đạt tới bán bộ thông u cảnh. Chấm chấm chấm. Mà lúc này, tiếng kiếm vang lên. Nhất kiếm định sinh tử. Lần này, Diệp Huyên tung ra sát chiêu mạnh nhất của mình. Khi thanh kiếm này xuất hiện, mặt nam tử áo bào đen biến sắc, lập tức tràn đầy kinh hãi, huyền khí trong cơ thể hắn ta cuộn trào dữ dội, cùng lúc đó, hắn ta đánh về phía trước một chiêu. Một luồng sức mạnh cuồng bạo phát ra từ nắm đấm của hắn ta, còn tỏa ra ngọn lửa hừng hực. Quan trọng là cú đấm này lại có quyền ý. Nhìn thấy quyền ý, tiếng thốt lên kinh ngạc của mọi người lại vang lên. Quyền ý, điều này có nghĩa là chàng trai áo bào đen này rất có thể sẽ trở thành một tông sư võ đạo. Hoặc là đã thành chuẩn tông sư võ đạo. Mà lúc này, kiếm của Diệp Huyên tới. Yên lặng trong giây lát. Xoẹt. Một cái đầu người đột nhiên bay vút lên trời. Đó là đầu của nam tử áo bào đen. Sau lưng nam tử áo bào đen, Diệp Huyên xòe bàn tay ra, một tia kiếm quang rơi vào tay hắn, kiếm quang tản đi, là kiếm Liên Tú. Hắn thu kiếm, bước nhanh về phía xa. Một kiếm là có thể xong chuyện, hắn sẽ không đánh nhau với đối phương cả buổi. Vì thế hắn dùng một chiêu mạnh nhất của mình. Mọi người xung quanh ngây ra như phỗng. Lại giết trong nháy mắt. Lại giết trong nháy mắt. Những người đứng xem, còn có một số học viên của học viện Thương Mộc đang nấp mình trong tối đều sững sờ. Bán bộ thông u, chuẩn tông sư võ đạo, cứ vậy đã bị giết trong nháy mắt ư. Đây không phải chiến thắng mà là giết trong nháy mắt. Một kiếm đã giết chết, mà rất nhiều người còn chưa thấy rõ một kiếm vừa rồi. Họ chỉ thấy được một tia kiếm quang hiện lên, sau đó đầu của nam tử áo bào đen đã bay ra ngoài. Rốt cuộc Diệp Huyên này đã đạt tới trình độ nào? Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng quay lại, trong mắt mọi người, hắn bước tới trước thi thể nam tử áo bào đen, sau đó cầm lấy cái túi bên hông hắn ta rồi xoay người lại bỏ đi. Mọi người, chương 161,
ít nhất 3 triệu. Nghèo. Nghèo kiết xác. Đó chính là cảm giác của Diệp Huyên lúc này. Ở lưỡng giới thành, hắn đã biết một món linh khí có giá thấp nhất là 2 triệu kim tệ, mà kiếm thì còn đắt hơn thế. Bây giờ hắn đã nghèo đến mức muốn đi cướp của rồi. Không lâu sau, hắn đi đến Túy Tiên Lâu, được mời vào một gian ghế lô sang trọng sau khi rút thẻ tím ra. Một lão già bước ra tiếp đái, khẽ thi lễ với hắn, Diệp công tử có gì phân phó? Diệp Huyên lấy 9 viên linh thạch ngọc phẩm ra, những thứ này bán được bao nhiêu? Linh thạch ngọc phẩm. Lão già kinh ngạc ra mặt, loại này cũng không có nhiều ở Khương Quốc. Sau một hồi trầm ngâm, ông ta ra giá, một viên có giá khoảng 500.000 kim tệ. 500.000. Diệp Huyên suy tư một hồi, nhiều nhất cũng chỉ có 4 triệu rưỡi kim tệ ư. Lão già gật đầu. Hắn lại hỏi, cần khoảng bao nhiêu để mua được một thanh linh kiếm? Ông ta nhìn hắn, ít nhất 3 triệu, nhưng có khi còn không mua được. Diệp Huyên không khỏi cười khổ. Hắn biết tại sao kiếm tu lại hiếm như lá mùa thu rồi, vì cái giá phải bỏ ra căn bản không dành cho người bình thường. Một thanh linh kiếm thôi mà đã 3 triệu kim tệ, số tiền mà một ít thế gia đại tộc còn không đào ra được chứ đừng nói một cá nhân. Hơn nữa kiếm tu không chỉ cần kiếm mà còn cả kiếm khí nữa, gộp chung lại cũng thành một khoản chi tiêu kếch xù. Diệp Huyên lại rơi vào trầm tư một hồi, đoạn hắn lấy ra một đống chiến lợi phẩm thu được sau khi giết người, chồng chất lên cũng không ít, trong đó có giá trị nhất đương nhiên là cây quạt linh khí vừa lấy được kia. Ánh mắt lão già dừng lại chốc lát trên thân quạt, Diệp công tử, thứ cho ta nói thẳng, chỉ có cây quạt này đáng giá chút tiền, còn lại chẳng được bao nhiêu. Diệp Huyên gật đầu, tổng cộng có thể mua được 2 thanh linh kiếm không? Lão già đang lộ vẻ khó xử thì chợt ngẩn người, đánh mắt nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử muốn 2 thanh linh kiếm. Thấy hắn gật đầu, ông ta mỉm cười, không sao, công tử là khách quý, chúng ta sẽ nghĩ cách thay. Xin công tử chờ trong chốc lát. Nói rồi ông ta thu lấy những thứ Diệp Huyên mang ra rồi rời khỏi ghế lô. Khoảng nửa giờ sau, lão già ôm 2 chiếc hộp đen trở lại. Đã để Diệp công tử đợi lâu. Ông ta đặt 2 chiếc hộp trước mặt Diệp Huyên, đây là 2 thanh linh kiếm, mời công tử xem qua. Diệp Huyên mở một hộp ra. Bên trong là một thanh kiếm dài tầm 3 thước, bề ngang bằng 2 ngón tay, lưỡi kiếm sắc lẻm. Quan trọng nhất là nó chứa một tia linh tính. Đúng là linh kiếm, không sai vào đâu được. Hắn khép hộp lại, nói với lão già, những vật ấy của ta hẳn là không mua được 2 thanh kiếm này. Lão già chỉ mỉm cười, Diệp công tử là khách quý của Túy Tiên Lâu ta, chút việc nhỏ này chúng ta vẫn có thể đưa cho. Diệp Huyên suy tư một hồi rồi gật đầu, vậy cảm ơn. Túy Tiên Lâu đã có lòng, hắn sẽ không từ chối. Thấy hắn không khước từ, nụ cười trên mặt lão già càng thêm phần tươi tắn, còn nữa, Diệp công tử phải cảnh giác với học viện thương mộc. Theo chúng ta được biết, bọn họ đã quyết tâm muốn giết công tử. Việc công tử gặp nạn trên chiếc thuyền bay trước kia cũng đã được điều tra, hung thủ chính là họ. Bọn họ nhất định sẽ không buông tay, Diệp công tử hành tẩu bên ngoài phải cẩn thận vạn lần. Diệp Huyên gật đầu, đa tạ đã báo cho. Nếu Quy Lâu có tin tức gì khác, xin hãy báo cho ta một tiếng, tại hạ vô cùng cảm kích. Lão già cười đáp, tất nhiên. Cáo từ. Diệp Huyên ôm quyền rồi mang 2 thanh kiếm rời đi. Khi hắn đi xa rồi, một ông lão khoác áo bào đen xuất hiện trong ghế lô. Người này chính là lâu chủ tầng thứ 9 của Túy Tiên Lâu. Ông ta nhìn theo hướng Diệp Huyên rời đi, nói, sau này nếu ta không có mặt ở đế đô cũng phải tận lực giúp đỡ hắn. Để ý ký bên học viện thương mộc, có bất kỳ động tĩnh gì cũng có thể bán ân tình cho thiếu niên này. Lão già thi lễ, vâng. Cửu lâu chủ trầm rãi khép mắt lại, học viện thương mộc. Các ngươi tiếp tục tìm đường chết đi. Chấm chấm chấm. Vừa rời khỏi Túy Tiên Lâu, Diệp Huyên đã chạy như bay về học viện thương lan. 2 thanh linh kiếm. Lấy cảnh giới của hắn bây giờ, nếu có thể hấp thu chúng thì có 8 phần thành công đạt đến lăng không cảnh. Khi ấy, không chỉ có thực lực của hắn được đề cao về nhiều mặt mà hắn cũng có thể thử ngự kiếm phi hành rồi. Đến lúc đó phải bay một vòng đế đô hóng gió mới được. Khóe môi Diệp Huyên không khỏi vểnh lên khi nghĩ đến điều này, tốc độ chạy cũng bất giác tăng lên. Khi đi ngang qua một con đường nhỏ, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Con đường chỉ rộng tầm 10 trượng, hai bên là nhà cửa san sát, nhưng không có một bóng người qua lại. Không đúng. Diệp Huyên lập tức rút lui.
Hắn tuy tự tin nhưng cũng sẽ không đâm đầu nhảy vào cạm bẫy được bày ra trước mắt. Đúng lúc ấy, một tiếng rít vang lên từ sau lưng. Chương 162, xem ta biểu diễn đây. Diệp Huyên nheo mắt, xoay người tung ra một đấm. Quỳnh! Hắn lùi về sau, mỗi một bước chân đều để lại một cái hố vỡ tung tóe, nắm tay đã rớm máu đỏ lừng. Hắn ngẩng đầu lên, thấy một người thanh niên đang đứng gần đó. Kẻ này tầm 20 tuổi, vóc dáng vạm vỡ không kém gì Bạch Trạch, đeo một chiếc găng thép dày cộm màu đen trên tay phải. Linh khí! Một cảm xúc khác thường lướt qua mắt Diệp Huyên khi nhìn thấy vậy đó. Gã thanh niên mặt mày hung ác nở nụ cười dữ tợn. Diệp Huyên đang muốn ra tay thì bỗng nhiên lại xoay người. Ở phía sau hắn không xa là hai người đàn ông khác, một người khoác áo vải dài, tay cầm thanh trường thương mũi nhọn sáng lóa, người bên phải để tóc ngắn, tay nắm đao yển nguyệt, thân đao đen nhánh nặng nề, lưỡi đao mỏng dính, trên sống đao có ba cái khuyên sắt. Cả ba người đều ở lăng không cảnh. Không, phải nói là đều đã đạt đến bán bộ thông u. Người đàn ông áo vải cầm thương lên tiếng, chúng ta đã từng thấy ngươi ra tay. Không ngờ Khương quốc còn có yêu nghiệt bực này ngoài An quốc sĩ. Hắn ta chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, một đối một, chúng ta không phải đối thủ của ngươi, vì vậy. Diệp Huyên không đợi hắn ta nói hết, nhún người nhảy một cái, trực tiếp xuất hiện trước mặt người cầm thương. Nhưng hắn lập tức biến sắc, lăn người sang phải như một tia chớp. Trên vai hắn cắm một mũi tên. Diệp Huyên ngẩng đầu, ở nơi mái nhà xa xa là một cô gái mặc đồ đen bó sát, tay kéo trường cung, người mang tên Đồng. Không phải ba mà là bốn người. Hắn lạnh lùng liếc nàng ta rồi bẻ gãy mũi tên trên vai. Một tiếng rít gào vang lên sau lưng, gã thanh niên vạm vỡ đã tiến đến, vung nắm tay thẳng vào đầu hắn. Một đấm này hùng dũng như hổ dữ sổng chuồng, muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Diệp Huyên nhe răng, đáp lễ bằng một quyền đánh vỡ đầu ngươi. Cú đấm này vừa ra, mặt đất dưới chân hắn nổ tung, vách tường hai bên cũng rạn nứt. Quyền gặp quyền. Oành. Sau một tiếng nổ đinh tai, chiếc găng của gã thanh niên nứt ra, bản thân gã ta cũng lui lại mấy trượng, để lại những cái hố sâu hoắm. Nhìn cánh tay phải đang run bần bật của mình, trong mắt gã ta lộ ra vẻ sợ hãi. Gã ta chủ tu thể xác, rất ít khi thua người cùng cấp bậc ở phương diện này. Nhưng đối thủ trước mắt lại là kiếm tu. Diệp Huyên thấy cú đấm của mình đẩy lùi được đối thủ thì xông lên toan truy kích. Nhưng một ngọn thương đã lao đến, mũi nhọn xoay tít, lóe lên đầy ác liệt. Hắn không thể không lăn mình tránh đi. Bỗng nhiên trường thương đổi thế quét ngang khiến hắn không né kịp, đành giơ hai tay lên chắn trước mặt. Ầm! Hắn bị sức mạnh của ngọn thương hất văng vào tường. Đúng lúc ấy, người đàn ông còn lại nhảy vọt đến, bổ thanh đao trong tay xuống đầu hắn. Thế đao đã thành, sức mạnh khủng khiếp vô cùng, lại còn tiếp nối ngay sau trường thương, căn bản không thể tránh khỏi. Diệp Huyên bỗng giơ tay lên. Duỳnh! Hai tay hắn chụp được lưỡi đao, hai chân bị ép lún sâu xuống mặt đất. Ngọn thương ác liệt kia lại đến, nhằm thẳng vào bụng hắn. Diệp Huyên không thể không buông lưỡi đao ra, lăn người trên mặt đất. Rắc, rầm. Vị trí hắn vừa đứng bị thanh đao vạch ra một đường kẻ sâu hút, bức tường sau lưng hắn bị ngọn thương xuyên thủng. Diệp Huyên vừa thoát khỏi một thương một đao, còn chưa kịp đứng vững đã cảm nhận được một luồng sức mạnh ồ ạt ập đến từ sau lưng. Gã thanh niên vạm vỡ kia lại đến. Gã ta tung mình lên không trung, tay siết lại đấm thẳng xuống đỉnh đầu hắn, chiếc găng tay đen lập lòe. Gương mặt Diệp Huyên vặn lại, không hề trốn tránh mà trực tiếp đáp trả. Vẫn là cứng đối cứng, vẫn là một quyền đánh vỡ đầu ngươi. Trong cú đấm lần này không chỉ có chiến ý mà còn có lực đấm như muốn nuốt chửng tất cả. Sau khoảnh khắc hai cú đấm chạm nhau, gã thanh niên loạng choạng lùi lại mấy trượng. Diệp Huyên cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đúng lúc ấy, tiếng xé gió lại vang lên. Hắn biến sắc, vội vàng lao sang một bên nhưng đã chậm, một mũi tên lại găm vào vai hắn. Diệp Huyên quắc mắt nhìn lên mái nhà, thấy cánh cung trong tay cô gái đã căng ra như trăng rằm, đầu mũi tên nhắm ngay hắn, sẵn sàng rời cung. Nàng ta nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, đang định thả dây thì một tia sáng đã bổ xuống từ trên cao. Đồng tử nàng ta rụt lại. Nhẹ nhàng nhún người nhảy sang một mái nhà khác. Thay thế vị trí nàng ta là một cô gái trong bộ váy sơn thủy kỳ An Chi. Hai người khác cũng xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch. 4 đối 4. Diệp Huyên liếc nhìn họ,
Đang định ra tay thì đã bị Mạc Vân Khởi giơ tay cản lại, khoan đã. Thấy hai người còn lại nhìn sang, hắn ta hừ một tiếng, trước giờ chỉ có ngươi ra mặt, đến mấy cô nàng ở đế đô cũng chỉ biết tên ngươi. Hai người khoan hãy ra tay, xem ta biểu diễn cách giải quyết bọn chúng đây. Vừa dứt lời, hắn ta vọt về trước, hai người đàn ông kia cũng đồng thời biến mất. Một giây im lặng trôi qua. Rầm. Mạc Vân Khởi nặng nề va vào Diệp Huyên và Bạch Trạch, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Bạch Trạch liếc hắn ta, Mạc ngu ngốc, ngươi định biểu diễn cách ăn đòn cho chúng ta xem à? Mạc Vân Khởi, chương 163, để ta tự đánh. Diệp Huyên đi tới trước mặt Mạc Vân Khởi, kéo hắn ta dậy. Mạc Vân Khởi lau máu tươi ở khóe miệng, nhìn hai người phía xa xa, nói, rất mạnh. Rất mạnh. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Hắn cũng đã từng giao thủ với hai người kia, dù là hắn cũng không dám chắc chắn rằng mình thể thắng được họ. Trên thế giới này có rất nhiều thiên tài và yêu nghiệt. Mà Học viện Thương Mộc lại đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người động lòng. Đừng nói người khác, chính hắn cũng khá động lòng. Một bản võ ký cấp địa có thể mua rất nhiều linh kiếm. Diệp Huyên không nghĩ lan man nữa. Hắn nhìn thoáng qua Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi, lên tiếng, các ngươi chọn một người đi. Bạch Trạch quay người nhìn nam tử khôi ngô cách đó không xa. Y chẳng buồn nói thêm lời nào mà nhanh chóng xông thẳng tới chỗ nam tử khôi ngô kia. Người kia cũng không chịu yếu thế, tung người nhảy lên, lao vút về phía Bạch Trạch. Rầm rầm rầm. Chẳng mấy chốc, sau lưng Diệp Huyên và Mạc Vân Khởi đã vang lên từng tiếng nổ ầm ầm. Diệp Huyên quay đầu nhìn Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi trầm mặc trong thoáng chốc, nhìn nam tử cầm Yển Nguyệt đao cách đó không xa. Một khắc sau, hắn ta xông ra ngoài như một cơn gió táp. Nơi xa, nam tử cầm Yển Nguyệt đao chẳng hề nao núng, gã tung người nhảy lên, hung ác bổ xuống một cái. Ầm. Một bổ này bổ nát không gian. Mạc Vân Khởi đã xuất hiện sau lưng nam tử kia. Gã nam tử này cũng phản ứng rất nhanh, quay người chém ra một đao. Trên mái hiên, Kỳ An Chi nhảy vọt về phía cô gái áo đen. Cô gái áo đen liên tục nhảy ra đằng sau như chớp giật, cùng lúc đó, vô số mũi tên cũng không ngừng nhắm bắn vào Kỳ An Chi. Đối mặt với những mũi tên này, Kỳ An Chi chẳng dám chủ quan. Trong hẻm nhỏ, chỉ còn lại Diệp Huyên cùng nam tử áo vải là chưa tham chiến. Nam tử áo vải nhìn thoáng qua Diệp Huyên, nói chúng ta sẽ rời khỏi đế đô. Diệp Huyên lắc đầu, nếu ngươi nói câu đó trước khi huynh đệ ta đến đây, ta đồng ý. Nhưng bây giờ, trễ rồi. Vừa dứt lời, Diệp Huyên đã thả người nhảy lên phía trước, khí thế như mãnh hổ vồ mồi. Nam tử siết chặt trường thương trong tay, trường thương rung lên kịch liệt, mặt đất dưới chân y cũng bắt đầu rạn nứt. Sau một khắc yên lặng, nam tử kia cầm trường thương đâm một cái. Trên mũi thương lấp lóe thương mang, một luồng sức mạnh khổng lồ tràn ra. Vách tường hai bên cạnh y nổ ầm ầm, vỡ vụn. Mà đúng lúc này, theo một luồng kiếm mang chợt lóe lên, toàn trường đột nhiên yên tĩnh lại. Diệp Huyên đã vọt ra gần sau lưng nam tử áo đen, mũi kiếm liên tú chậm rãi nhỏ xuống một giọt máu tươi. Diệp Huyên quay người nhìn, cách đó không xa, Bạch Trạch cũng đang kịch chiến với nam tử khôi ngô kia. Cả hai đều tu luyện nhục thân, khi giao chiến đều dùng quyền đánh vào thân thể đối phương, nhưng rõ ràng Bạch Trạch chiếm thế thượng phong. Nam tử khôi ngô kia không ngừng lùi lại, toàn thân gã cũng đã bắt đầu rạn nứt, ngược lại, Bạch Trạch càng đánh càng hung mãnh. Diệp Huyên đánh giá Bạch Trạch một chút, trong lòng hơi chấn kinh, hay nói đúng hơn là rung động. Nếu như chỉ bằng vào nhục thân, dù hắn có luyện tới cảnh giới ẩn thì khi đối đầu với Bạch Trạch cũng không chiếm được chút ưu thế nào. Nếu không tu luyện ra được kim thân cảnh, chỉ bằng vào nhục thân, có lẽ hắn còn không chịu nổi một quyền của Bạch Trạch. Đúng lúc này, nam tử khôi ngô bay thẳng ra ngoài mấy trượng, rơi ầm ầm xuống đất. Gã vừa định đứng lên, Bạch Trạch lại bất ngờ lao thẳng xuống từ trên trời, giẫm một cước lên mặt gã. Đầu của gã lún sâu xuống lòng đất, thân thể gã co quắp một hồi rồi không có động tĩnh gì nữa. Bạch Trạch đoạt lấy đôi thiết quyền màu đen và cái túi bên hông của nam tử khôi ngô kia, rồi đi tới trước mặt Diệp Huyên, giơ giơ đôi bao tay màu đen lên nhếch miệng cười nói, linh khí đấy. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ít nhất cũng có giá trị 200 vạn kim tệ. Bạch Trạch nhếch miệng cười, ta đã hiểu vì sao ngươi thích đánh nhau rồi. Sau này nếu có đánh nhau nhớ rủ cả ta nữa. Diệp Huyên.
Đúng lúc này, đột nhiên phía xa xa có tiếng nổ vang. Diệp Huyên và Bạch Trạch cùng nhìn sang, cách đó sông xa, Mạc Vân Khởi bị đẩy lùi mấy trượng. Thấy cảnh tượng này, Diệp Huyên nhíu mày. Hắn và Bạch Trạch muốn ra tay nhưng Mạc Vân Khởi đột nhiên ngăn lại, các ngươi đứng xem thôi. Để ta tự đánh. Diệp Huyên và Bạch Trạch hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không ra tay. Bọn họ tin tưởng Mạc Vân Khởi. Nếu tên này đánh không lại thì hắn ta chắc chắn sẽ chạy trốn trước tiên. Đúng lúc này, phía xa xa, Mạc Vân Khởi bất quyết, chỉ trong thoáng chốc đã có thêm một bóng người xuất hiện sau lưng nam tử cầm đao kia. Bóng người này chính là Mạc Vân Khởi, nhưng Mạc Vân Khởi vẫn đang đứng yên tại chỗ kia. Có tới hai Mạc Vân Khởi sao? Diệp Huyên và Bạch Trạch đều ngẩn ra. Không chỉ có hai người bọn họ, nam tử cầm đao kia cũng ngẩn người. Đúng lúc này, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Phi đao. Hai thanh phi đao một trước một sau nhắm thẳng vào nam tử cầm đao mà chém tới với tốc độ cực nhanh, cho dù là Diệp Huyên và Bạch Trạch cũng không nhìn ra nổi quỹ tích của chúng. Đồng tử của nam tử cầm đao hơi co lại, vì gã chợt phát hiện ra hai thanh phi đao này đều là thật. Gã không kịp nghĩ thêm gì, chỉ nhanh chóng quét đao một cái. Ầm. Một luồng đao mang hình bán nguyệt chấn động nổ ra phía ngoài. Đao mang mạnh mẽ cứng rắn bức hai thanh phi đao kia phải dừng lại. Nhưng đúng lúc này, một thanh phi đao khác chợt lóe lên. Lao vút qua. Phụt. Thân thể nam tử cầm đao cứng ngắc tại chỗ, trên yết hầu gã có thêm một thanh phi đao dài gần một tấc. Chương 164, đánh nhau cũng có thể làm giàu đó. Diệp Huyên và Bạch Trạch nhìn Mạc Vân Khởi. Lúc này, sắc mặt hắn ta đã hơi tái đi. Diệp Huyên đi tới trước mặt hắn ta, hỏi, không sao chứ? Mạc Vân Khởi vội vàng đứng thẳng dậy, ngươi thấy ta có giống có sao không? Diệp Huyên nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Mạc Vân Khởi, lát nữa quay về nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, hắn cầm đao và túi tiền bên hông nam tử cầm trường đao lên, đưa cho Mạc Vân Khởi, thanh đao này cũng là linh khí, ít nhất cũng chỉ giá 200 vạn kim tệ. Ngươi có muốn không? Nếu không? Mạc Vân Khởi bước tới giật lấy thanh đao và túi tiền kia, trừng mắt với Diệp Huyên, sao ngươi giống thổ phỉ thế? Diệp Huyên. 200 vạn kim tệ. Mạc Vân Khởi nhìn thanh trường đao trong tay, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và thán phục. Phải biết, mặc dù trong gia tộc của hắn ta cũng có linh khí nhưng đó không phải là thứ mà hắn ta có thể sở hữu. Hơn nữa, đối với gia tộc hắn ta mà nói, 200 vạn kim tệ cũng là một khoản tiền lớn. Mạc Vân Khởi khẽ thở dài, Diệp thổ phỉ, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao ngươi thích đánh nhau rồi. Đánh nhau còn có thể làm giàu đó. Dứt lời, hắn ta liếc nhìn Diệp Huyên, nói tiếp, lần sau nếu đi đánh nhau nhớ gọi ta nữa, nếu không không phải huynh đệ. Diệp Huyên. Đúng lúc này, ba người ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà. Trên đó, Kỳ An Chi đã bị một mũi tên chấn cho phải liên tục lùi lại. Cô gái áo đen kia không ra tay nữa mà quay người muốn bỏ chạy. Tốc độ cô ta cực nhanh, hệt như một con diều hâu. Thấy vậy, Diệp Huyên nhắm hai mắt lại, nói, giết. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên giẫm chân phải xuống đất một cái, bay lên, nhưng lại lập tức rơi xuống. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên có hơi xấu hổ, hắn mới chỉ là ngự khí cảnh, vốn không thể lăng không phi hành. Bạch Trạch nhìn Mạc Vân Khởi. Trong mấy người bọn họ, Mạc Vân Khởi có tốc độ nhanh nhất. Nhưng Mạc Vân Khởi lại lắc đầu, vừa rồi ta tiêu hao quá nhiều, căn bản không tăng tốc được. Diệp Huyên khẽ gật đầu nói, không sao. Dứt lời, dường như hắn nghĩ tới việc gì đó, quay sang hỏi Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch, vì sao các ngươi lại chạy đến đây? Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, là Lão Kỳ thông báo rằng ngươi bị quần ẩu, nên chúng ta tới đây. Hắn ta do dự một chút rồi lại nói, Diệp thổ phỉ, nói thật, mặc dù thực lực hiện tại của ngươi chỉ kém ta một chút nhưng ngươi phải biết lúc này có bao nhiêu người muốn giết ngươi chứ. Lần sau nếu muốn xuống núi ngươi nhớ gọi ba người chúng ta đi cùng đi. Có thêm người sẽ an toàn hơn một chút. Diệp Huyên. Bạch Trạch liếc nhìn Mạc Vân Khởi, hai người các ngươi đều không biết xấu hổ. Da mặt Diệp Huyên rất dày, y đã biết. Mà bây giờ xem ra da mặt Mạc Vân Khởi này cũng dày không kém. Mạc Vân Khởi trừng mắt với Bạch Trạch, loại người như ngươi ấy mà, trong tiểu thuyết hiệp nghĩa chẳng sống được bao lâu đâu. Bạch Trạch lườm Mạc Vân Khởi, có tin ta đánh bay ngươi không? Mạc Vân Khởi lùi lại mấy trượng rồi vẫy vẫy tay với Bạch Trạch đến đây. Ngươi tới đi. Khóe mặt Bạch Trạch giật giật,
Y không thèm nhìn Mạc Vân Khởi nữa mà nói với Diệp Huyên, chúng ta về đi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, nhìn lên mái hiên, gọi Kỳ Ăn Hàng, à không, Kỳ Đại Mỹ Nữ, chúng ta đi thôi. Kỳ Ăn Hàng. Kỳ An Chi nhìn Diệp Huyên, sắc mặt bất thiện. Diệp Huyên chỉ nghĩ thôi xong rồi, vội chỉ sang Mạc Vân Khởi cách đó không xa, đổ tội, là do hắn nói ngươi là đồ ăn hàng. Mạc Vân Khởi ngẩn người. Diệp Huyên quay sang hỏi Bạch Trạch, là Mạc ngu ngốc nói, đúng không? Bạch Trạch nhìn Diệp Huyên lại há miệng hỏi bằng môi ngữ, có muốn ăn cơm không? Chỉ có khẩu hình, không có âm thanh. Hiển nhiên Bạch Trạch hiểu. Y quay đầu nhìn Mạc Vân Khởi cách đó không xa, xác nhận chính hắn ta nói. Hoa hoa. Mạc Vân Khởi nhảy dựng lên, đúng lúc này một luồng đao mang đột nhiên giáng thẳng từ trên trời xuống, nhắm vào Mạc Vân Khởi. Mạc Vân Khởi biến sắc, xoay người bỏ chạy, hai tên khốn kiếp các ngươi. Bạch Trạch đang đứng bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, đêm nay ta muốn ăn gà quay. Diệp Huyên gật đầu, không thành vấn đề. Cứ như vậy, hai người sóng vai nhau đi về phía xa. Chỉ lát sau, hai người đã tới một mảnh rừng rậm, qua mảnh rừng này sẽ tới chân núi Thương Lan. Đúng lúc này, đột nhiên trong rừng rậm vang lên hai tiếng nổ ầm ầm, có hai bóng người từ trong đó lao ra, chính là Mạc Vân Khởi và Kỳ An Chi. Lúc này, khóe miệng cả hai đều rỉ máu tươi, hai bên bả vai Kỳ An Chi còn cắm hai mũi tên, trên đùi phải của Mạc Vân Khởi cũng có một mũi tên. Cả hai không có được nhục thân cường hãn như Bạch Trạch, nên đều bị hai mũi tên kia xuyên thủng. Diệp Huyên và Bạch Trạch thấy vậy đều biến sắc, vội vàng vọt tới, vừa lúc có một nam một nữ từ trong rừng đi ra. Người nữ chính là cô gái áo đen lúc trước. Người nam khoảng chừng 20 tuổi, mặc một bộ trường bào đen như mực, một con rắn nhỏ đen nhánh vắt vẻo trên bả vai gã. Mạc Vân Khởi bên cạnh Diệp Huyên cẩn trọng nói, cẩn thận, gã đàn ông kia rất mạnh. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn người đàn ông cách đó không xa, gã nhếch miệng cười nói, Sở Quốc, thủ tịch nội viện học viện Thương Mộc, Phong Nhất Hưu, đứng thứ 19 trên bảng võ Thanh Châu. Diệp Huyên chậm rãi đi tới bên cạnh gã đàn ông, một thanh kiếm lẳng lặng xuất hiện trong tay hắn. Diệp Huyên nhìn thẳng vào mặt Phong Nhất Hưu, Khương Quốc, học viện Thương Lan, Diệp Huyên, xếp hạng nhất bảng võ Thanh Châu. Sau lưng Diệp Huyên, Mạc Vân Khởi ngẩn người hỏi lại, Diệp Thổ Phỉ, ngươi xếp hạng nhất từ khi nào vậy? Diệp Huyên đáp trong khi chẳng buồn quay đầu lại, xếp hạng nhất từ dưới lên không được à? Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên tăng tốc, càng lúc càng nhanh. Mạc Vân Khởi, chương 165, Thông U Cảnh. Bảng võ. Diệp Huyên từng nghe qua cái tên này, nghe đồn đây là một bảng danh sách ở Thanh Châu, về phần do ai thành lập thì không có ai biết được. Hắn chỉ biết là những người có thể xuất hiện trên bảng đều là những yêu nghiệt đứng đầu Thanh Châu. Mà toàn bộ Khương Quốc chỉ có một người xuất hiện bên trên. An Lan Tú. Diệp Huyên không hề coi thường Phong Nhất Hưu ở trước mặt, nhưng hắn cũng không hề e ngại đối phương. Tốc độ của Diệp Huyên càng lúc càng nhanh, kiếm liên tú trong tay hắn rung động kịch liệt. Ở đối diện với Diệp Huyên, khóe miệng Phong Nhất Hưu cong lên, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị. Hắn cũng không hề coi thường Diệp Huyên. Người khiến học viện Thương Mộc phải trả một cái giá khổng lồ để giết chết có thể là người bình thường được hay sao? Bất kỳ ai lên được bảng võ thì dù xét về thực lực hay là trí lực thì cũng không hề kém. Ngược lại, những người có thể xuất hiện trên bảng đều là hàng trải qua vô số trận chiến đấu, hiểu rất rõ coi thường đối thủ khi đang chiến đấu là chuyện ngu xuẩn tới mức nào. Muốn coi thường kẻ địch ấy hả, cũng được, nhưng là hãy coi thường sau khi kẻ địch đã chết. Cô gái áo đen bên cạnh Phong Nhất Hưu dương cung cài tên, nhắm bắn Diệp Huyên. Đúng lúc này, tay phải của Phong Nhất Hưu đè trường cung trên tay cô gái áo đen kia xuống, để tự ta ra tay. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên ở trước mặt. Hiện giờ Diệp Huyên cách Phong Nhất Hưu chỉ chừng mấy trượng. Đúng lúc này, một luồng khí thế kinh khủng đột nhiên bao trùm toàn thân Phong Nhất Hưu. Kiếm thế! Vào lúc này đây... Diệp Huyên khiến người khác phải cảm thấy hắn chính là một thanh kiếm có thể đâm thủng cả bầu trời. Trong mắt cô gái áo đen đứng cạnh Phong Nhất Hưu hiện rõ vẻ khó tin. Chấm. Kiếm thế không nên xuất hiện trên người một tên ngự khí cảnh mới phải. Phong Nhất Hưu vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, bàn tay phải hắn ta đột ngột mở ra, ngay sau đó, một vòng xoáy màu trắng đầy quỷ dị xuất hiện ở xung quanh bàn tay hắn ta, vào giờ khắc này, mặt đất dưới chân hắn ta bị vặn vẹo, mờ ảo. Diệp Huyên tới, kiếm chém xuống.
Nhất kiếm định sinh tử. Một nhát kiếm chém xuống này dường như có thể phá nát mặt đất, kiếm thế bá đạo vô cùng. Vào lúc này, tay phải Phong Nhất Hưu khẽ nhấc lên, chỉ trong nháy mắt, vòng xoáy màu trắng trong tay hắn ta nuốt hết kiếm của Diệp Huyên. Ầm. Lấy hai người làm trung tâm, mấy chục trượng mặt đất xung quanh hai người chấn động mạnh, sau đó tan vỡ. Cùng lúc đó, cả hai người nhanh chóng lùi về sau vài chục trượng, hơn nữa ở trước mặt hai người xuất hiện một rãnh sâu rộng chừng nửa trượng. Xung quanh hoàn toàn hỗn loạn. Diệp Huyên nhìn kiếm Liên Tú trên tay mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Phong Nhất Hưu cách đó không xa, Thông U Cảnh. Thực lực của người trước mắt căn bản không phải là Lăng Không Cảnh, mà là Thông U Cảnh. Thông U Cảnh 20 tuổi. Ở nơi xa, Phong Nhất Hưu liếc nhìn cánh tay phải của mình, toàn bộ cánh tay phải của hắn ta đã rạn nứt. Nếu như khi nãy hắn ta dám coi thường, không sử dụng hết sức thì một kiếm khi nãy dù không giết được hắn cũng khiến hắn ta bị thương nặng. Phong Nhất Hưu ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, không hổ là kiếm tu, mới ngự khí cảnh đã có chiến lực kinh khủng tới như vậy, đúng là đã khiến ta phải cảm thấy bất ngờ đó. Diệp Huyên không nói gì cả, một lần nữa cầm kiếm xông thẳng về phía Phong Nhất Hưu. Từ xưa tới giờ, khi hắn đánh nhau đã không thích nói mấy lời vô nghĩa này. Đây là một trận chiến sống chết, không phải chơi đùa, nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì sao? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Đánh thắng mới là điều quan trọng nhất. Tốc độ của Diệp Huyên rất nhanh, càng lúc càng nhanh hơn, kiếm Liên Tú trong tay hắn rung động kịch liệt, từ trên thân kiếm tỏa ra kiếm mang sắc bén. Hai mắt Phong Nhất Hưu từ từ nhắm lại, một luồng khí thế vô hình xuất hiện ở xung quanh người hắn ta. Khí thế của cường giả Thông U Cảnh. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân hắn ta chấn động kịch liệt, vô số đá vụn đột nhiên ngưng tụ ở phía trước mặt, lòng bàn tay phải của hắn ta áp xuống dưới, nói khẽ, đại địa ngâm. Hắn vừa dứt lời thì... ầm! Mặt đất dưới chân Phong Nhất Hưu chấn động kịch liệt, chỉ trong giây lát, cả khu vực như đột ngột bị nhấc lên, số đất bị nhấc lên như vòi rồng, quét thẳng về phía Diệp Huyên. Đám người Bạch Trạch đứng cách đó không xa thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Võ kỹ này mang theo một sợi uy thế đất trời, nói cách khác thì Phong Nhất Hưu tối thiểu cũng đang thi triển võ kỹ bậc địa. Cường giả Thông U Cảnh thi triển võ kỹ bậc địa, khó lòng có thể diễn tả được sự đáng sợ của nó. Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngâm vang vọng trong sân, ngay sau đó, một sợi kiếm mang từ phía xa xa chém xuống. Ầm! Một tiếng nổ chấn động đất trời vang lên, hai bóng người hiện ra ở giữa đất đá bắn tứ tung, không ngừng lùi về phía sau. Chính là Diệp Huyên và Phong Nhất Hưu. Trong quá trình lui lại, tay phải của Diệp Huyên đột nhiên buông kiếm Liên Tú trong tay ra, thanh kiếm hóa thành một sợi kiếm mang, chém tới. Ở phía đối diện Diệp Huyên, lòng bàn tay phải của Phong Nhất Hưu hướng xuống dưới, sau đó hất lên trên. Ầm! Chỉ trong nháy mắt, vô số đá vụn đã tập trung lại một chỗ, ngăn cản một kiếm của Diệp Huyên. Nhưng toàn thân hắn ta lại bị chấn bay, lùi về phía sau mấy trượng. Khi hắn ta vừa mới dừng lại thì Diệp Huyên đã xuất hiện ở trước mặt hắn ta rồi, chân phải Phong Nhất Hưu đột nhiên đạp lên mặt đất, thân thể bắn ra bên ngoài. Ầm! Hai người vừa va chạm đã tách ra, trở lại vị trí cũ của bản thân. Diệp Huyên vừa chạm xuống thì mặt đất đã tan vỡ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phong Nhất Hưu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Thông U Cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.